Tiếp là thầy. Được rồi Rồi, thầy. ok. Thì các bạn bắt buộc phải biết cách sử dụng trang này nha. Bạn nào không biết cách sử dụng trang học dược thì sẽ phải hỏi các bạn khác và hỏi chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn dùng lại trang học dược, bởi vì các bạn sẽ sử dụng nó xuyên suốt quá trình học. Thì trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi số 2 chúng ta sẽ nói về xây dựng nhà thuốc GPP, đúng không ạ? Thì bài này sẽ nói về đầy đủ các cái nội dung liên quan đến việc mà các bạn sẽ xây dựng một cái nhà thuốc như thế nào, yêu cầu về nhân sự ra sao, yêu cầu về cơ sở vật chất như thế nào, hay là các hồ sơ tài liệu biểu mẫu cụ thể như thế nào, Thầy và Diệu, để thẩm định. recall lại cái bài này, recall Rồi, lại ha. ok. Để cho cái quá trình thẩm định diễn ra thì chúng ta sẽ yêu cầu chúng ta sẽ phải có cái bảng checklist ra sao. Nha. Thì đó là toàn bộ cái buổi hôm nay. Thì nội dung giảng tôi sẽ recall lại để cho các bạn theo dõi. Nha. Tuy nhiên đoạn đầu tiên thì trước khi chúng ta bước vào cái bài số 2 xây dựng nhà thuốc GEP thì chúng ta sẽ có một bạn lên trình chiếu trước nhà thuốc của mình ha, để chúng ta sẽ xem thử xem là nhà thuốc GEP sẽ có những cái gì trong nhà thuốc, cơ sở vật chất ra sao. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học, nên là phần đầu tiên sẽ có một bạn đưa một cái trực tiếp về nhà thuốc của chúng ta. Thế nên là tôi xin phép tôi chưa có gì co lại, sau đó đến phần giảng tôi sẽ gì co lại sau nhé. Rồi bây giờ bạn đầu tiên là bạn gì, không Ngọc Anh nhỉ? À, chị Hồng Thu ha, chị Hồng Thu sẽ là nhà thuốc đầu tiên. Rồi chị Hồng Thu ha. Rồi mình cứ mở mic rồi mở cam rồi mình quay cái nhà thuốc của mình thôi ha. Rồi thì hiện tại thì có thể nhà thuốc anh chị mình đang có thuốc thì không vấn đề gì hết, tại vì mình đang học á, là mình mở một cái nhà thuốc mới thì đương nhiên là khi mà đoàn thẩm định vào là nhà thuốc nó sẽ không có thuốc. Còn bây giờ cái việc mà các anh chị mình đang bán hàng mình có thuốc thì thầy cô không thể yêu cầu các anh chị mình bỏ thuốc ra được ha, thì cái vấn đề này không có, hoàn toàn không có sao hết ha. Rồi bây giờ chị Hồng Thu có cái mặt không ạ? Dạ có cô. Rồi Mình quay nhà thuốc hả cô ạ? À? đúng rồi, mình quay, mình mở cam lên, mình quay giống như là mình đang giới thiệu cho mọi người là đây là nhà thuốc của chị vậy đó ha. Dạ. Mấy qua như thế nào? Mình gọi cam trước cũng được mà cam sau cũng được ha, cam sau thì mình giới thiệu nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà sao em nhắc vô nó chưa có quay qua cái cam này sao? Ở phía trên cái màn hình zoom á, ở trên Rồi đó rồi chị. em thấy rồi cô. Dạ. Rồi mình có thể giới thiệu nhà thuốc của mình chẳng hạn có những cái khu vực nào ha, rồi diện Dạ. tích chẳng hạn. Diện tích thì em nhớ hình như là trên 10 mét vuông á cười. Vậy bây giờ mình sẽ quay tổng thể để mình quý vị các anh chị mình có thể thấy được là diện tích trên 10 mét vuông thì có thể mình mường tượng là khoảng chừng nào đó ha. Bây giờ mình quay tổng thể trước, mình đứng từ ngoài mình quay vào. À, đứng ngoài quay vào À đúng rồi. Theo cô thì mình nên quay tổng thể trước sau đó mình quay cái chi tiết. các bạn sẽ nên quay tổng thể cái nhà thuốc, sau đó sẽ giới thiệu cho cả lớp biết là nhà thuốc mình có những cái khu vực nào để chứa thuốc, khu vực nào chứa sản phẩm không phải thuốc, rồi ngoài ra sẽ có những cái trang thiết bị gì đặc biệt mà nhà thuốc luôn luôn cần phải có hay không, thì chúng ta sẽ giới thiệu luôn nha. Gì thầy với cô nhắc của Rồi không sao hết, mình em cứ không nói biết đi, nói mình giới thiệu nhà thuốc em thôi. không biết nói Rồi, đây là cái nhà thuốc của chị là theo không gian mở đúng không? Dạ Rồi có cửa kính không? dạ có cô, tại vì sáng nó nắng quá, buổi sáng ở đây hướng đông rất là nắng nên em phải kéo bớt một cái cửa bên 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 trái, nó rất là nắng, rất là nắng. Đó. Thì mở ra là nhìn khác biệt liền ha, sáng rất là sáng. Rồi đó có cửa kính. Thì mình thấy rằng là theo cái mô hình nhà mở nhà thuốc của chị Thu á thì mình đang là mô hình nhà thuốc mở đúng không ạ? Mình có những cái mô hình nhà thuốc ví dụ là đóng là sẽ để bao kính hết luôn ha, chị để cái ô cửa để mình bán hàng thôi. Dạ, bao kính hết cô, khi mà đóng là đóng bốn cái cửa lùa hết luôn á cô. Rồi. Nãy quá em xếp kéo. Đây là tổng thể nhà thuốc ha. Dạ.
Rồi bây giờ mình sẽ đi vào coi trong cái những cái khu vực mà tủ quầy kệ của chị đó, chị đã phân chia cái khu vực, từng cái khu vực về thuốc, về sản phẩm không phải là thuốc mình để ở đâu ha. Mình có thể chiếu những cái biển hiệu á, mình cái biển ha. Rồi mình giới thiệu, có thể cô sẽ không không thấy rõ được mấy cái chữ, cái mình có thể mình nói ha. Ở khúc em đang bay đó là sản phẩm để thì cái khu vực mình để cái sản phẩm năng của Không biết anh chị mình có thấy hay không ha? Hiện tại sao cô không có thấy cái màn hình của chị nữa ta? thấy rồi Thấy nha. có thấy không cô Rồi, chắc là cho điện có thoại thấy cô ơi cô hiện tại cô đang thấy chị Mỹ Nhân đúng không? Màn dạ hình thấy tại nhưng mà thấy phải lướt qua ngay chỗ hồng thu mới thấy cô, chứ không có thấy trên cái màn hình chính cô với thầy như vậy. sao vậy? Cho bạn Thu phải nói vào thì bắt đầu là nó mới hiện lên cái màn hình chính, còn bạn Thu đang chỉ có quay thôi. Nói nó mới hiện vô màn hình Đúng vậy. rồi, vừa vừa giới thiệu đúng rồi đó, mình vừa giới thiệu ha. Dạ, cái khu em đang quay đó là khu sản phẩm này không phải là thuốc, để các thực phẩm chức năng đó cô ạ. Các anh chị mình có thể quan sát ha, thì mình xem coi nhà thuốc của mình đang đang mở kìa, đang hoạt động thì có gì nó khác với nhà thuốc của chị Thu hay không ha, hoặc là mình có gì mình góp ý thì mình cứ quan sát ha. Rồi. Dạ Và góc tiếp tục này đi ha. là thuốc kê đơn ạ. Khu vực này là thuốc kê đơn cô ạ. Thì em có cái dạ dày, nhóm dạ dày tiêu hóa và nhóm kháng sinh. Kế tới là khu vực thuốc không kê đơn cô ạ. Mà ra thì hết Rồi cái khu vực rồi bán lẻ, rồi khu vực tư vấn của mình đâu, mình còn rất nhiều mà. Đó. Dạ đây, khu vực ra lẻ. Đó là tủ ra lẻ đúng không? Dạ tủ ra lẻ. Nghe bên cái khu vực thuốc không kê đơn thì có cái nhóm thuốc hoa hèn, chúng ta tuần hoàn. À, mình đang chia thuốc theo cái gì ạ? Dạ, chia theo nhóm á cô ạ. À, chia theo nhóm tác dụng dược lý. Dạ. Bên này thì có khu vực của bông băng gạc. Vật tư y tế. Dạ. Rồi mấy cái tủ đó là cái tủ gì vậy chị? Ví dụ ngăn dưới chẳng hạn. Là mình để đựng thuốc đó cô ạ. Còn là đựng nước muối hả cô ạ? Rồi khu vực mà tủ biệt trữ của chị đâu à? Dạ đây, khu vực biệt trữ ở đây ạ. Đó, mình có bao nhiêu là loại mà mình rồi cái đó sao mở chị? Nick nó liên ở bên đây ạ. Tại bên đây nó không dán này cho nó thoáng chữ. Rồi còn cái mé bên này nữa, mình chưa có quay mé bên này. Đó, cái khu vực bên bên đằng sau chị đã, chị đang đứng á. Đằng sau chị á. Ở đâu cô? Bên bên phải, bây giờ là bên phải chị. À đây Đó, đúng rồi. bên này thì mấy này thì em trưng toàn hộp không không cô, chứ không có thuốc, hộp giấy không. Dạ Rồi mấy cái tủ đó không. là chị có để tên nó là gì không? Dạ không cô ạ. Cái nó có tối ta. Rồi. À, cô vẫn chưa thấy cái biển hiệu nhà thuốc của chị ha. Mình có thể chiếu cái biển hiệu nhà thuốc được không? Cái biển hiệu nhỏ hả cô ạ? Biển hiệu nào cũng được hết. Biển hiệu của Biển nhà hiệu thuốc lớn chị thì thôi. nó ở trên rồi. Sao đi xe quá ta? Dạ. À, rồi Thu An, mình đang là quầy thuốc, mình đang là quầy thuốc Dạ. đúng không? Dạ, Rồi, quầy thuốc cô ạ. rồi vậy mình chiếu lên trên cái biển hiệu lớn giúp cô được không? Dạ. Thấy rõ không cô? Rồi, rồi Quầy cô thuốc có thấy ha. thầy Thu An. Bác sĩ.
nhà thuốc của mình là đã quầy thuốc của mình là đã đi vào hoạt động rồi đúng không chị? Dạ. Dạ rồi. Rồi các anh chị còn muốn, các anh chị khác mình có muốn xem tham quan một cái gì hoặc là mình hỏi anh em chị kéo cái cửa này nhìn nhìn từ ngoài vô cho học thu là cái rõ hơn. Dạ, quầy thuốc không? Ừ, các anh chị mình thấy rằng quầy thuốc của chị Hồng Thu hiện tại thì khá là trống đó, mình cũng gần như là những gần như là một cái quầy mới luôn đó ha. Kéo cánh Rồi cửa thì lên để thấy nhìn từ ngoài thấy toàn diện. rồi. Rồi ví dụ quầy thuốc của mình có khu vực rửa tay cho nhân viên không? Khu vực rửa Dạ tay có hoặc cô là ạ. Bạn này bé bên kia bé gửi. à Có hai đây bà cô ạ. Dạ. rồi. Quầy thuốc của mình đặt ở mình đang ở đâu chị ha? Ở địa chỉ ha cô ạ. Dạ đúng rồi. Ở khu Dạ vực nào á? dạ Tây Ninh mà khu vực Thanh Điền ạ. À ở Thanh Điền Tây Ninh, các anh chị mình đang du lịch tới Tây Ninh rồi đó ha. Rồi. Rồi Có cảm ơn máy lạnh. chị Thu. À có máy lạnh đó, mình giới thiệu những trang thiết bị nhà thuốc mình đi. Đó đúng rồi. Rồi có gì nữa? Ở trong nhà thuốc mình có máy lạnh rồi có gì nữa? Có những cái trang thiết bị nào Có laptop mà để bên nhà rồi còn để. ạ? Có máy tính mà mình để trong nhà rồi. Dạ. Rồi có gì nữa không ạ? Như động kế thì sao? À dạ cái thì xài cái loại tự ghi đó cô ạ. Ừ, mình để ở khu vực nào chị? Mình để Để trong trong phòng học có bắt máy lạnh, bên này chưa bắt máy lạnh nên chưa để. là cái này cũng dễ hiểu thôi ha, thì thầy cô sẽ dạ không quay lại những cái đoạn dạ này đâu các chị, mình chỉ đang dạ chia sẻ trao có đổi ở sao thực tế luôn như thế thì nào thôi. Rồi thế dạ còn bình chữa cháy thì sao? sao chứ cô ạ. Bình chữa cháy ở ở nhà thuốc của mình phải có cái hệ thống phòng cháy chữa cháy, thì thường là nhà thuốc mình sẽ có một cái bình CO2 đó. Dạ đúng rồi. Thì nhà thuốc mình có hay không? Quầy thuốc mình có không? Dành Dạ chung cho có sao? nhưng mà không có để bên đây. À, có chuẩn bị nhưng mà không có để lên đây. Rồi. Dạ loại mà chữ cái có nhưng mà nó hơi cũ. Rồi mấy cái bảng nội quy đúng không? Cô không thấy nó mờ quá. Nếu quầy thuốc mình cũng mở hơi hơi lâu rồi hả? Dạ nếu mà tháng chắc được 6 năm. Ồ, khá là lâu rồi ha. Rồi, cảm ơn chị Hồng Thu. Thầy Diện không biết có muốn Dạ hỏi gì chị Thu hoặc là muốn muốn tìm hiểu nhiều hơn không thôi cô Ngọc Anh hỏi hết rồi ạ? ha. Thì hôm nay mình đi tham quan nhà thuốc của chị Thu, thì không biết là các bạn khác nhà thuốc có ở trong tình trạng này hay không, nhưng tôi thấy là nhà thuốc của chị Thu đang ở trong cái tình trạng rất là đặc trưng của các nhà thuốc mùa dịch đúng không ạ? Các bạn cứ thấy là tương đối là ít có sản phẩm nha, Ấm lắm. bởi vì ngay bản thân tôi đợt này đi mua thuốc cũng rất khó mua được thuốc, các nhà thuốc gần như không có thuốc chỉ là bày bán luôn. Cảm giác là đợt này là đợt có nhiều khách hàng muốn mua thuốc nhưng nhà thuốc lại lực bất tòng tâm đúng không chị Thu? Dạ đúng Thực sự luôn là những cái vấn đề liên quan đến vận chuyển đến giao nhận rồi hàng hóa này kia rất là khó, rồi. đặc biệt bạn nào mà làm bên Sài Gòn bây giờ để tiếp cận được bên chợ sỉ để họ giao thuốc cho mình cũng là một chuyện tương đối khó khăn, bởi vì khi mà giao thuốc ở chợ sỉ mà bây giờ có chốt ghi kiểm tra thì nguy cơ bị phạt rất là cao.
Bởi vì thường là cái vấn đề về hóa đơn chứng từ chúng ta sẽ tương đối là khó đảm bảo, đúng không? Thế nên là đôi khi đợt này cũng đang bị thiếu thuốc rất là nhiều. Tôi có hỏi thăm một số nhà thuốc thì cũng đang ở trong tình trạng là có khách đến bán nhưng mà cũng không có thuốc để bán, coi như có gì bán đó. À, rồi các bạn, bạn Thu cứ yên tâm là toàn bộ phần này tôi sẽ không có ghi âm, không có lưu hình lại. À, bởi vì thực Dạ. ra là những cái vấn đề này mà ghi âm ghi hình lại tương đối nhạy cảm. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi học hôm nay ha. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu ghi âm này. Recording in progress. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ màn hình cho chúng ta nhé. Chúng ta sẽ học bài số 2 chương 1. Thì giới thiệu lại với cả lớp thì đây là cái trang học dược mà chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt môn thực hành nhà thuốc, kể cả bây giờ các bạn học online hay là ít bữa nữa có thể chúng ta sẽ có vài buổi offline thì chúng ta cũng vẫn đều hoàn toàn sử dụng cái trang học dược này ha. Nó sẽ có 3 chương để chúng ta học. Thực ra nếu các bạn học offline thì chúng ta sẽ học chương 1 gồm bài 1, bài 2 trong một buổi thôi. Nhưng bộ môn sợ là học online chúng ta sẽ có khó khăn hơn trong cái vấn đề là tiếp cận bài giảng, trong vấn đề nghe giảng. Thế nên chúng ta sẽ học mỗi buổi một bài thôi, nhẹ nhàng. À, hôm nay cũng sẽ cố gắng để xong tương đối sớm với chúng ta, để chúng ta còn có sức chiều học thêm môn khác. À, bây giờ tôi sẽ trình chiếu slide cho các bạn. Bạn đợi tôi xí xíu nhé. Các bạn nhìn thấy slide không ạ? Dạ thấy thầy ơi. Thấy thầy ơi. Đúng rồi, ok. Thì bài Dạ ngày chúng thấy ta rồi. sẽ đi về cái nội dung là xây dựng nhà thuốc TV. Buổi tuần trước chúng ta đã biết được là để xây dựng nhà thuốc TV chúng ta cần phải xin những giấy tờ nào và những giấy tờ đó chúng ta sẽ xin ở đâu, thủ tục ra sao. Đến bài này chúng ta sẽ đi sâu hơn là để chúng ta được công nhận là nhà thuốc GMP thì chúng ta sẽ yêu cầu có hồ sơ sổ sách giấy tờ gì. À, và sẽ có yêu cầu gì về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về con người. Thì bây giờ bài này chúng ta sẽ tập trung vào những nội dung đó. Và đương nhiên chúng ta đang học bên ngành dược, về dược đại học. Thế nên bài của chúng ta sẽ chỉ hướng dẫn về việc xây dựng nhà thuốc GMP. Chúng ta sẽ không nói về các quầy thuốc đặt GMP hay là các cái tủ thuốc trạm y tế hay tủ thuốc lưu động ở đó thì chúng ta sẽ không đề cập tới. Chúng ta sẽ chỉ đề cập tới nhà thuốc GMP thôi. À, bởi vì ít bữa nữa các bạn ra trường thì chắc chắn là chúng ta sẽ hy vọng chúng ta sẽ mở nhà thuốc chứ không phải chúng ta mở quầy thuốc nữa. Quầy thuốc là bây giờ tạm thời chúng ta mới có bằng dược chung chẳng hạn thì thôi chúng ta dùng tạm thôi. À, về các tài liệu pháp lý có liên quan đến bài này thì vẫn là những cái nội dung tài liệu tương đối quen thuộc. Đầu tiên chúng ta sẽ có thông tư 02/2018/TT-BT. Thông tư này là thông tư quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Thông tư 02 này là một trong những nội dung, một trong những văn bản pháp luật quan trọng nhất của chương 1 môn thực hành nhà thuốc. À, đặc biệt trong thông tư 02/2018/TT-BT sẽ có một cái tài liệu các bạn được quyền mang vào phòng thi. Đó là cái bảng checklist theo phụ lục 22A. À, khi các bạn đi thi á thì các bạn được quyền in ra cái bảng checklist phụ lục 22A. À, sau đó các bạn mang phòng thi và các bạn được hoàn toàn tra cứu bình thường cái bộ lục đó. Và gần như thực ra nếu mà các bạn không học bài bài này, các bạn chỉ dựa theo cái bảng checklist phụ lục 22A thì thực ra các bạn vẫn làm được tất cả các câu. Nhưng tôi đề nghị các bạn sẽ chỉ sử dụng cái bảng checklist đó khi cần. Bởi vì bây giờ một câu trắc nghiệm chúng ta sẽ chỉ có 30 đến 40 giây. Thì lúc này sẽ rất là khó để cho chúng ta có thể nào mà chúng ta tra checklist cho tất cả các câu. Và nếu mà các bạn toàn bộ dựa vào cái bảng checklist thì chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian và sẽ không hoàn thành được cái bài thi của chúng ta. Thế nên thay vì dựa hoàn toàn bằng checklist thì chúng ta sẽ phải đọc bằng checklist trước những nội dung nào mà thông dụng quen thuộc chúng ta phải nhớ và những nội dung khác chúng ta biết được nó ở đâu trong bảng checklist để khi mà chúng ta đi thi chúng ta có thể sử dụng cái bảng checklist của phụ lục 22A một cách phù hợp nhất. Cái văn bản thứ hai chúng ta cũng tương đối cần quan tâm đó là thông tư 12/2020/TT-BT.
Cái thông tư 12 thực ra nó chỉ sửa đổi vài điều trong thông tư 02/2018/TTBTT thôi. Văn bản thứ ba mà các bạn cần quan tâm đó là nghị định 147. Bài tuần trước chúng ta đã nói về nghị định 147 rồi. Nghị định này là nghị định về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tuần trước chúng ta đã nói đến nghị định này rồi, chúng ta đã biết một số hành vi chúng ta bị phạt và mức phạt bao nhiêu rồi. À, thì trong cái quá trình chúng ta hoạt động nhà thuốc thì đoàn thanh tra là một trong những đối tượng chúng ta thường xuyên sẽ phải tiếp đón đúng không ạ? Vậy nên chúng ta cũng cần biết được những cái quy định, những trường hợp như nào chúng ta sẽ bị xử phạt. À, ví dụ như nhà thuốc của chị Thư vừa rồi đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ phải biết được là trong trường hợp nào có đoàn thanh tra, chúng ta phải có những cái cơ sở vật chất nào, chúng ta phải có trang thiết bị nào, những cái nào chúng ta cần bày ra một cách đầy đủ. Để lúc này người ta sẽ đảm bảo được là chúng ta sẽ đầy đủ các cái quy định của cái nghị định 17, chúng ta không vi phạm một nghị định 17 này thì chúng ta mới có thể là không bị xử phạt được. À, về mục tiêu bài học này, các bạn sẽ phải trình bày được các nguyên tắc của GEP, thực hiện là trình bày và thực hiện được các tiêu chuẩn của GEP, và thứ ba các bạn phải biết sử dụng được bảng checklist. Thì về nội dung cụ thể, chúng ta sẽ có các tiêu chuẩn cụ thể của GEP về nhân sự, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về hồ sơ tài liệu, và áp dụng các tiêu chuẩn của GEP này vào hoạt động của nhà thuốc. Hai phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Phần thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng bằng checklist để chúng ta đánh giá một nhà thuốc, đánh giá cả nhà thuốc đang hoạt động và nhà thuốc chưa hoạt động, nhà thuốc đang chờ thẩm định. Thì lúc này chúng ta đều có thể sử dụng bằng checklist để chúng ta đánh giá được. À, thì phần thứ ba này lát nữa cô Ngọc Anh sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ nói một chút về nguyên tắc của GEP. Thì những nguyên tắc này các bạn đọc thôi, đọc cho biết thôi. À, nguyên tắc đầu tiên là phải đặt lợi ích của người bệnh và sức khỏe cộng đồng lên trên hết. Thì đây là cái nguyên tắc mà tôi in đỏ lên. À, cái câu này là một câu khá là chung chung, nhưng mà khi chúng ta hoạt động trong lĩnh vực dược thì chúng ta cần thực hiện tốt chuyện này. Khi chúng ta kê thuốc cho bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân cần mua thuốc, bệnh nhân bị bệnh đến giờ mình cắt liều rồi, thì lúc này chúng ta cũng phải đặt trong cái mối tương quan giữa sức khỏe người bệnh với cái lợi ích của nhà thuốc. À, và ơi, chúng ta phải đảm bảo slide. Ủa, chưa chiếu à? Hiện tại thì chị thấy có một cái màn hình của Trang Học Dược thôi. Thầy share một cái màn hình của Trang Học Dược. Ồ, rồi rồi rồi, ok. Thấy sao đầu tiên thôi. Ok. À, xin lỗi các bạn nhé. À, tôi tưởng là share rồi. Ok. Nãy giờ tôi tưởng là đang xe rồi, mà tôi cứ đinh ninh là các bạn đã nhìn thấy rồi. Rồi. Về nguyên tắc, chúng ta phải đặt lợi ích của người bệnh và sức khỏe cộng đồng ở trên hết. Cái này là một cái mà hy vọng là tất cả các nhà thuốc đều có thể thực hiện được, và thực ra là phải thực hiện được. Các tiếp nội dung tiếp theo các bạn có thể đọc trong slide. Cung cấp thuốc đảm bảo chất lượng kèm theo thông tin tư vấn thích hợp và theo dõi dùng thuốc. Tham gia hoạt động tự điều trị, bao gồm cung cấp thuốc và tư vấn sử dụng thuốc, tự điều trị triệu chứng của các bệnh đơn giản, đẩy mạnh việc kê đơn phù hợp kinh tế và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói cụ thể về các quy định của GEP. Đầu tiên, yêu cầu về nhân sự. Người phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề dược. Và đây, để các bạn mở nhà thuốc GEP, thì cái chứng chỉ hành nghề dược đó, trong phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề dược phải có liệt kê nhà thuốc, có liệt kê cơ sở bán lẻ thuốc. Chúng ta phải là chứng chỉ hành nghề dược của dược sĩ đại học ha. Ở đây chúng ta đang nói đến nhà thuốc, nên chúng ta phải có chứng chỉ hành nghề dược. Người đó phải là dược sĩ đại học, đã có thâm niên 2 năm, đúng không ạ? Sau đó mới xin Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề dược. Và cái chứng chỉ hành nghề dược đó phải có quy định rõ phạm vi kinh doanh, đó là nhà thuốc, thì chúng ta mới được sử dụng để chúng ta mở nhà thuốc GEP. Đối với những bạn nào mà đang có bằng dược chung và đã có chứng chỉ hành nghề dược để mở quầy thuốc, thì các bạn sẽ chỉ mở được quầy thuốc thôi. Và nếu các bạn muốn mở nhà thuốc, thì các bạn bắt buộc phải xin cấp cái chứng chỉ hành nghề dược để mở nhà thuốc. À, cái tiếp theo đó là nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực phải thích hợp
với quy mô hoạt động. Cái này chúng ta sẽ không có bất kỳ quy định nào về việc là chúng ta cần bao nhiêu nhân viên. Nếu nhà thuốc quy mô nhỏ thì đôi khi chúng ta sẽ chỉ cần một người được không? Đúng không? Một dược sĩ để học là đủ rồi. Nhưng đối với những nhà thuốc quy mô lớn hơn thì chúng ta sẽ cần có cái đội ngũ nhân viên nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ đánh giá vào cái quy mô nhà thuốc về số lượng khách hàng, số lượng bệnh nhân mà chúng ta sẽ đưa ra cái kế hoạch tuyển dụng phù hợp để có được số lượng nhân lực phù hợp. À, cái môn thực hành nhà thuốc của chúng ta sẽ có một cái buổi để chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch về một nhà thuốc GP. Thì lúc này chúng ta sẽ phải đưa lên những cái kế hoạch một cách phù hợp. Tôi ví dụ đi, các bạn đưa ra một cái kế hoạch mở một nhà thuốc GP có kích thước siêu lớn, à, mặt bằng 100 m2, mặt bằng 100 m2. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ tuyển 2 nhân viên, một người bán sáng và một người bán chiều. Cái này tôi đã gặp trong quá trình các lớp khác báo cáo rồi nha. Chỉ tuyển 2 nhân viên, một người bán sáng, một người bán chiều. Thì lúc này chắc chắn là sẽ không thể nào đủ phục vụ cho nhu cầu của nhà thuốc. À, chắc chắn sẽ không thể nào đủ phục vụ cho nhu cầu của nhà thuốc. Mà chúng ta sẽ phải tuyển một số lượng nhân viên lớn hơn. Nhân viên trực tiếp tham gia bán thuốc, giao nhận thuốc, quản lý chất lượng thuốc, pha chế thuốc phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp. Cái này các bạn có thể ghi chú luôn. Yêu cầu tối thiểu là dược sĩ trung học. À, cái chữ phù hợp nó hơi mơ hồ. Các bạn ghi rõ luôn cho tôi. Đó là tối thiểu phải có là dược sĩ trung học. Đối với quầy thuốc thì có thể chấp nhận đến dược tá. Nhưng đối với nhà thuốc tối thiểu phải là dược sĩ trung học. À, tất cả nhân viên phải không đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y dược. Cái này chuyện dĩ nhiên thôi. Và nhân viên phải được đào tạo ban đầu và cập nhật tiêu chuẩn GP. Cái việc đào tạo này có thể là nhân viên sẽ được cử đi học các lớp cập nhật kiến thức chuyên môn cũng được. Hoặc là dược sĩ đại học phụ trách chuyên môn sẽ phải tiến hành đào tạo nhân viên. Và khi đào tạo nhân viên thì bắt buộc phải có biên bản đào tạo, à, và dược sĩ đại học có ký tên xác nhận là đã đào tạo nhân viên đã hoàn thành hoạt động đào tạo. À, nếu bây giờ bên thanh tra người ta kiểm tra nhà thuốc mà chúng ta sẽ thấy là trong quá trình thẩm định chúng ta không có cái biên bản là đã đào tạo nhân viên thì lúc này chúng ta cũng không đạt. À, về xây dựng thiết kế và diện tích thì yêu cầu đầu tiên về cơ sở vật chất đó là địa điểm phải cố định nhé. Địa điểm phải cố định, riêng biệt. À, chứ chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta có một cái nhà thuốc di động. Thực ra có khái niệm về tủ thuốc di động. Tủ thuốc di động thì mình có thể hiểu nôm na. Đó là bây giờ ở các khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có đầy đủ số lượng quầy thuốc theo quy định. Thì người ta sẽ thiết kế những cái tủ thuốc di động. Người ta sẽ đăng ký là họ sẽ đăng ký bán ở cái khu vực nào đó. Tuy nhiên đối với nhà thuốc thì bắt buộc nó phải là một cái địa điểm cố định, có cái số nhà cụ thể ở vị trí ở đó. Nếu chúng ta thay đổi địa điểm, chúng ta bắt buộc phải thẩm định lại. À, thì chúng ta không được quyền tự ý thay đổi địa điểm do bây giờ ông chủ nhà thuê, à, đòi lại nhà để chúng ta thuê nhà bên cạnh, chúng ta không được phép. À, chúng ta bắt buộc phải báo cáo sở y tế để thẩm định lại. Cái địa điểm này phải riêng biệt. Chúng ta sẽ không để các cái trang thiết bị không liên quan đến nhà thuốc ở trong nhà thuốc. Đối với nhà thuốc thì sẽ có rất là nhiều anh chị mở nhà thuốc lên để mà tiện công, ví dụ như là ở nhà vừa bán thuốc vừa chăm con chẳng hạn. Rất nhiều, đúng không ạ? Thì khi mà chăm con thì sẽ có nhiều cái trang thiết bị khác. Ví dụ như là cũi, tã, hoặc những cái đồ kiểu kiểu như vậy. Thì lúc này thực ra là nếu các bạn để cũi bên trong á, bên trong cái nhà thuốc á, thì người ta khi người ta đến thẩm định nhà thuốc, người ta có thể chấm cho mình không đạt luôn. À, bởi vì cái địa điểm này chúng ta đang sử dụng lẫn lộn. Chúng ta đã là khu vực bán thuốc thì chỉ được để các trang thiết bị phục vụ nhà thuốc. Chúng ta không thể nào để cho thêm cái bộ sofa. Chúng ta không thể nào chúng ta để luôn thêm cái hệ thống bếp ga, bếp từ để nấu ăn được. À, những khu vực đó chúng ta phải để một cái khu vực riêng. À, và khi chúng ta tính diện tích nhà thuốc thì chỉ tính những cái khu vực mà có liên quan đến nhà thuốc thôi. Những khu vực làm việc khác chúng ta không được tính vào trong khuôn viên nhà thuốc. À,
phải bố trí ở nơi cao ráo thoáng mát. Đương nhiên ha, như nếu chúng ta bố trí ở những cái khu vực mà có nguy cơ vụ ngập thì cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. À, ví dụ bây giờ nó bị ngập phát là hư hết thuốc. À, rồi cách xa nguồn ô nhiễm. Khu vực nhà thuốc chúng ta phải tách biệt với các hoạt động khác. Bây giờ tôi phân tích rồi. Phải xây dựng chắc chắn, có trần chống bụi, tường nền nhà phải dễ làm vệ sinh, đủ ánh sáng và không để thuốc tác động trực tiếp vào ánh sáng mặt trời. Thực ra những câu này thì cũng là ghi tương đối thôi, và người ta sẽ kiểm tra một cách tương đối. Chúng ta sẽ làm sao chúng ta thấy cái vị trí nhà thuốc của chúng ta phù hợp cái đã, à, và làm sao chúng ta đảm bảo được các cơ sở vật chất của chúng ta phù hợp, và chúng ta không để xảy ra tình trạng lẫn lộn giữa nhà thuốc và các hoạt động không phải liên quan đến nhà thuốc là được. Yêu cầu tiếp theo về thiết kế và diện tích. Diện tích tối thiểu là 10 mét vuông. Nhà thuốc cũng vậy và quầy thuốc cũng vậy. Diện tích tối thiểu là 10 mét vuông. Và đây là một điểm không chấp nhận. Điểm không chấp nhận trong tranh lý nghĩa là nếu chúng ta vi phạm điều này, ngay lập tức nhà thuốc bị chấm không đạt. À, không cần thẩm định tiếp, không cần chấm điểm tiếp, nhà thuốc không đạt luôn. Thế nên chúng ta luôn luôn phải đo kỹ cái diện tích của nhà thuốc. Và theo đề nghị của tôi thì mặc dù ghi là diện tích tối thiểu 10 m², nhưng chúng ta cũng không nên là bố trí nhà thuốc là vừa đúng vừa cứng 10 mét. Bởi vì nếu mà chỉ vừa chuẩn 10 mét vuông thì cái quá trình đo diện tích của những người khác nhau có thể dẫn đến các kết quả khác nhau. À, và đôi khi người ta có thể tính thừa tính thiếu một vài đoạn. À, và lúc này cái diện tích này là cái diện tích của cái khu vực trưng bày và bảo quản thuốc thôi, những khu vực khác không liên quan. À, ví dụ như cái nhà vệ sinh ấy, bỏ qua bên ngoài, cái khu vực nhà bếp bỏ qua bên ngoài. À, và chỉ tính trong khu vực nhà thuốc. Thường người ta sẽ đo theo cái quầy tủ vệ của chúng ta, cái cạnh ngoài của quầy tủ vệ chúng ta và các vách tường để người ta đo được diện tích. Nếu chúng ta muốn mở diện tích thì tối thiểu là 10 mét vuông, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta cũng nên bố trí cái khu vực ít nhất được 11, 12 mét vuông để cái quá trình chúng ta đo diện tích lại, các đoàn thanh tra người ta thẩm định lại nhà thuốc thì cũng không có xảy ra những cái sai số. Rồi phải có khu vực trưng bày giới thiệu thuốc. Hôm nay các bạn xem bài của xem cái phần giới thiệu của bạn Thư, các bạn cũng thấy đúng không ạ? Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái khu vực khác nhau để giới thiệu thuốc, để trưng bày thuốc, à, và để bảo quản thuốc luôn. Chúng ta sẽ có quầy, tủ, kệ, đúng không ạ? Rồi các cái khu vực các cái giá thuốc, rồi các cái học, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phân chia riêng từng cái loại thuốc. Thuốc để riêng, không phải thuốc để riêng. Thuốc kê đơn để riêng với thuốc không kê đơn. Thuốc kiểm soát đặc biệt chúng ta lại để khu vực riêng nữa. À, và lúc này chúng ta sẽ phân chia thành từng loại khác nhau. Đối với không phải là thuốc thì chúng ta lại phải phân chia tiếp. Chúng ta phải có những cái quầy tủ kệ để thực phẩm chức năng, những khu vực để mỹ phẩm, rồi những khu vực để vật tư trang thiết bị y tế. À, thì chúng ta phải có phân chia rõ ràng ra, và chúng ta phải có thêm những khu vực để thuốc chờ bị trữ, thuốc chờ xử lý, bắt buộc có như các bạn. Rồi khu vực bảo quản thuốc thì cũng thường đối với nhà thuốc chúng ta sẽ bảo quản thuốc trực tiếp tại quầy tủ kệ. Đối với những nhà thuốc nào mà bố trí kho thì lúc này cái kho đó phải đạt thêm cái GSP. Nhưng mà các bạn khi mà đã đăng ký kho thì các bạn rất là cẩn trọng, bởi vì khi mà chúng ta đăng ký là nhà thuốc chúng ta có kho, vẽ trong sơ đồ nhà thuốc có khu vực kho, thì bắt đầu chúng ta sẽ phải kiểm tra về thực hành tốt bảo quản, kiểm tra về GSP. À, vậy thì cái việc mà chúng ta đạt GSP là cái việc rất khó. Cái kho đó chúng ta phải có hệ thống pallet, chúng ta phải có hệ thống máy lạnh, rồi nhập liệu ra sao, à, rồi diện tích thế nào, rất nhiều quy định. Vậy nên nếu mà chúng ta không mở các cái nhà thuốc lớn hoặc các chuỗi nhà thuốc thì các bạn nên cẩn trọng trong việc các bạn vẽ kho và sơ đồ nhà thuốc để các bạn nộp cho sở y tế, bởi chúng ta có thể bị kiểm tra. À, nếu có kho thì đó là kho chúng ta tự biết thôi, đúng không ạ? Rồi một cái khu vực nữa các bạn phải có, đó là khu vực gia lẻ thuốc. À, và để gia lẻ thuốc chúng ta sẽ phải có tủ gia lẻ thuốc. Cái tủ gia lẻ thuốc cũng là một trong những nội dung thuộc điểm không chấp nhận nha. Nếu bây giờ nhà thuốc nào không có tủ gia lẻ thuốc thì lúc này nhà thuốc đó sẽ ngay lập tức bị chấm không đạt. Tại sao phải có tủ gia lẻ thuốc? Bây giờ khi mà chúng ta gia lẻ thuốc mà chúng ta gia lẻ ở bên ngoài không khí thì lúc này nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro,
À, bởi vì không khí chúng ta không thể đảm bảo sạch hoàn toàn được, chúng ta không thể đảm bảo chống ẩm hoàn toàn được, thì lúc này nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thuốc. Thế nên chúng ta phải ra lẻ trong các khu vực sạch kín, thì lúc này chúng ta sẽ phải có cái tủ ra lẻ thuốc. À, tất nhiên tôi thấy rất là nhiều nhà thuốc hiện nay không ra lẻ trong tủ ra lẻ, tuy nhiên chúng ta vẫn phải bố trí cái khu vực tủ ra lẻ nhé, để chúng ta có thể đảm bảo được là chúng ta có đầy đủ các trang thiết bị phù hợp, để nếu có thanh tra tới thanh tra nhà thuốc chúng ta thì chúng ta cũng sẽ đảm bảo được cái số lượng trang thiết bị của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ có khu vực tư vấn riêng. Thực ra cái này nếu mà nhà thuốc nào là nhà thuốc lớn thì chúng ta có thể bố trí một cái phòng tư vấn. Còn lại thì chúng ta cũng không cần phòng. Chúng ta chỉ cần là một cái khu vực tư vấn riêng là được. Rồi chúng ta sẽ lấy một cái phần của cái kệ, của cái quầy thuốc của chúng ta. Chúng ta bố trí hệ thống máy tính, hệ thống internet ở đó và chúng ta đặt cả khu vực tư vấn. Hoặc chúng ta có thể bố trí một cái bàn. À, một cái bàn để lúc này chúng ta cũng thiết kế hệ thống tài liệu, sách, máy tính, internet để đó để chúng ta làm để khu vực tư vấn, để chúng ta tư vấn cho bệnh nhân trong một số trường hợp đặc biệt. Thì đó là những cái yêu cầu trong cái cơ về cái xây dựng thiết kế nha, phải đảm bảo những cái nội dung này. Chúng ta phải có bồn rửa tay. À, thì thực ra cái này, cái bồn rửa tay để chúng ta theo đúng lý á, là chúng ta phải rửa tay mỗi khi chúng ta ra lẻ thuốc cho bệnh nhân. Bởi vì khi ra lẻ thì chắc chắn tay chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với thuốc, và lúc này nếu chúng ta ra lẻ cho bệnh nhân tiếp theo nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thuốc của bệnh nhân tiếp theo. Ha. Nếu không có bồn rửa tay thì chúng ta phải có cái nút rửa tay khô, thì một số chỗ vẫn có thể chấp nhận cho chúng ta. Ha. Rồi chúng ta có góc tư vấn, rồi ghế ngồi chờ của người mua và bệnh nhân, thì các bạn có thể bố trí những cái ghế có tựa cũng được, hoặc nếu không để tiết kiệm các bạn cũng có thể là bố trí những cái ghế đỏ bình thường các bạn xếp đó cũng được. À, nhưng chúng ta phải có, à, chúng ta phải có, bởi vì đây có trong quy định, thì lúc này chúng ta sẽ bố trí những cái ghế để sẵn ở đó, để nếu trong trường hợp có nhiều bệnh nhân thì những người đang phải chờ lấy thuốc có thể ngồi chờ ở đó. À, nếu có kinh doanh thêm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế thì phải có khu vực riêng cho từng loại hàng hóa và phải có biển sản phẩm này không phải là thuốc. Ừ. Nếu bây giờ chúng ta sẽ có cái biển đầu tiên là biển thực phẩm chức năng. Biển thực phẩm chức năng. Và sau đó, sau bên dưới cái biển đó sẽ có thêm một cái biển nữa, sản phẩm này không phải là thuốc. Để chắc ăn chúng ta phải có đầy đủ như vậy thì chúng ta mới chắc ăn không bị phạt. Một số sở y tế thì có thể yêu cầu là thôi không cần cái biển này, chỉ cần ghi là thực phẩm chức năng, chỉ cần ghi là mỹ phẩm vật tư y tế cũng được. À, nhưng đó là một vài sở y tế thôi, còn lại thì vẫn yêu cầu cái biển sản phẩm này không phải là thuốc, nên các bạn phải có cái biển này nhé. Bởi vì nếu sở y tế yêu cầu phải có biển này, chúng ta không có biển này chúng ta cũng là điểm không chấp nhận nữa. À, các bạn chú ý cho tôi. À, tôi xin lỗi, cũng không phải điểm không chấp nhận mà cái này chúng ta sẽ bị trừ điểm. À, rồi nếu có pha chế theo đơn thì phải có phòng riêng, thì câu này ghi thêm thôi. Thực tế hiện nay thì rất ít nhà thuốc có tiến hành pha chế theo đơn, mà chúng ta chỉ là mua thuốc, chúng ta bán thuốc cho bệnh nhân thôi. Ở đây là Thầy một ơi, cái hình ảnh minh họa. sao thầy ơi, cho em hỏi cái sao Từ có sao ạ? phòng phòng tư vấn hoặc khu vực tư vấn riêng rồi mà sao mình lại thêm cái góc tư vấn nữa thầy? Không, cái này thì thực ra là nó cũng bị trùng thôi chứ không có gì đâu chị. Cái phòng tư vấn, góc tư vấn cũng là một thôi chị. Dạ đúng rồi, Nên cho em là xin không cái trồng sao hết. lại. Nè. Rồi. Có ai có vấn đề gì cần hỏi trong phần cơ sở vật chất nữa không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem thử một cái hình ảnh minh họa của cái nhà thuốc. Các bạn thử nhìn cái hình ảnh này và các bạn trả lời tôi coi xem cái hệ thống cơ sở vật chất như này đã đủ phục vụ cho một nhà thuốc GVP hay chưa? Nhìn theo những cái mình nhìn thấy đó nha, và những cái khuất là coi như chúng ta không có, chúng ta sẽ chỉ nhìn những cái nào mà chúng ta nhìn thấy trong hình thôi. Cái cơ sở vật chất này đã đủ cho nhà thuốc gì đi chưa, và nếu thiếu thì thiếu cái gì? Thiếu cái Ngăn gì ra ạ? lẻ thuốc, ngăn ra lẻ thuốc. Rồi chúng ta chưa thấy khu vực ra lẻ thuốc. Dạ. Thực ra có thể là cái này có khu vực ra lẻ thuốc rồi, họ thiết kế một cái hộc nào đó ở trong cái quầy là tạo thành cái tủ ra lẻ thuốc cũng vẫn được. À, nhưng bây giờ chúng ta không nhìn thấy thì coi như chưa có.
Bình chữa Coi như tạm thời thiếu. cháy. Bình chữa Bình chữa cháy, ok. cháy. Thiếu. Cháy điều hòa thầy. Điều hòa, ok. Thực ra là ở Việt Nam mình theo quy định thì không có bất kỳ dòng nào ghi là phải có điều hòa nhiệt độ nha. Không có bất kỳ một dòng nào trong thông tư 02 ghi là phải có điều hòa nhiệt độ. Nhưng mà Tuy nhiệt độ phải đáp lại có một cái dòng đó là yêu cầu nhiệt độ phải đáp ứng ở nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 30 độ C và độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 75%. Nó có một cái dòng đó. Và cái điểm đó là điểm không chấp nhận. Điểm không chấp nhận nghĩa là nếu chúng ta vi phạm ngay lập tức chúng ta bị đánh giá không đạt. Và trong một cái trong nghị định 117 có một cái lỗi vi phạm này. Bảo quản thuốc không đúng theo điều kiện bảo quản ghi trên nhãn. Thì không đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn về căn bản sẽ là nhiệt độ nhỏ hơn bằng 3 độ C và độ ẩm nhỏ hơn bằng 75%. Thì lúc này nếu chúng ta bảo quản thuốc không đúng theo nhiệt độ ghi trên nhãn, bên cạnh phạt tiền, chúng ta sẽ bị một cái nội dung phạt bổ sung. Phạt bổ sung là gì các bạn biết không? Buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không được bảo quản đúng điều kiện. Tức theo lý thuyết nếu thanh tra họ tới nhà thuốc chúng ta và họ thấy nhiệt độ đang là 31 độ C thì người ta có quyền yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số thuốc của nhà thuốc. Và nếu mà tiêu hủy toàn bộ số thuốc nhà thuốc thì chắc là cái mức phạt đó là mức phạt rất là khủng khiếp. Đúng không ạ? Và cái điểm không chấp nhận có một cái điểm đó là bảo quản không đúng điều kiện. Và điều kiện đây là nhỏ hơn bằng 3 độ C. Thế nên nếu mà nhà thuốc chúng ta không có tủ lạnh hoặc đúng ngày thẩm định, à tôi chỉ nói không có điều hòa nhiệt độ hoặc đúng ngày thẩm định cái điều hòa nhiệt độ của chúng ta bị hư thì coi như là nhà thuốc chúng ta bị không đặt ngay lập tức. Người ta vào người ta không thấy điều hòa nhiệt độ, người ta có thể ra về ngay tức và chấm không đặt. Vậy thì lúc này nếu các bạn muốn không cần bố trí điều hòa nhiệt độ thì các bạn có thể suy nghĩ về cái vấn đề về một cái khả năng về một cái biện pháp đó là các bạn sẽ lên Sapa hoặc lên Đà Lạt để các bạn mở nhà thuốc. Vậy các bạn sẽ cam kết là điều kiện nhà thuốc luôn nhỏ bằng 30 độ C. Nếu dưới 30 độ, trên 30 độ C thì tôi không bán nữa. Thì lúc này các bạn có thể suy nghĩ về việc không bố trí điều hòa nhiệt độ. Còn lại các bạn phải bố trí điều hòa nhiệt độ. Và cái này thiếu điều hòa nhiệt độ. Được chưa? Rồi, cái hình này đã có khu vực tư vấn chưa? Có chưa? Chưa thấy Có. đâu, chưa Các bạn thấy ở một thấy góc nó có cái máy tính không? Nó có cái máy tính ngồi đây và bên ngoài là cái ghế ngồi chờ cho bệnh nhân. Lúc này người ta có thể bố trí cái chỗ này thành khu vực tư vấn. Ha, thì cái khu vực này vẫn là khu vực tư vấn bình thường. Chúng ta không có phải là bắt buộc là khu vực tư vấn là phải làm cái phòng gì đó. Hay là phải có một cái bàn thật là đẹp để ở đó thì mới là khu vực tư vấn. Không đúng. Nó chỉ cần là một là cái khu vực tách biệt ra. Chỗ đấy không để thuốc và chỉ có để các cái hệ thống sách vở tài liệu máy tính internet để có thể hỗ trợ cho bệnh nhân thôi thì đó cũng là khu vực tư vấn. Nếu bạn nào muốn chắc cú hơn các bạn để nó ghi rõ ràng khu vực tư vấn cũng được. Vậy là được rồi. Rồi có một trang thiết bị theo các bạn có bắt buộc phải có nhé, đó là cái tủ lạnh. Theo các bạn nhà thuốc có cần phải có tủ lạnh? không không thầy ơi, nhưng Rồi. mà cần thầy ơi có Rồi có bạn nói cần và có bạn nói không cần. Thì chúng nhưng ta mà sẽ chỉ cần bố trí tủ lạnh nếu chúng ta có bán sản phẩm bảo quản lạnh. Tôi ví dụ bán insulin. Bán insulin thuốc bảo quản lạnh chắc chắn chúng ta phải có tủ lạnh, không có là chúng ta vi phạm Điểm không chấp nhận nha. Nhưng nếu chúng ta không bán sản phẩm bảo quản lạnh, chúng ta toàn bán những sản phẩm bảo quản thông thường cũng được. Thì lúc này chúng ta có cần thiết phải có tủ lạnh không? không Không. có Không. không Nếu chúng ta không bán sản phẩm bảo quản lạnh, chúng ta không cần có tủ lạnh. Lúc này chúng ta mua tủ lạnh về cho vui cũng được. Chúng ta mua tủ lạnh để thay vì chúng ta để bảo quản thuốc, chúng ta để sẵn nước uống, để trái cây đó để phục vụ cho mỗi khi mà chúng ta bán giữa giờ mệt mỏi đúng không? Thì cũng được. Còn lại chúng ta cũng không bắt buộc gì hết. Nhưng nếu các bạn đã có insulin, người ta thấy trong nhà thuốc mình có insulin
mà chúng ta không có tủ lạnh, ngay lập tức điểm không chấp nhận. Được nhá. Rồi tiếp theo, một cái hình tiếp theo ha. Đây cũng là hai hình này đều là hình của một nhà thuốc thôi. Nhìn tiếp hình này, thiếu cái gì ạ? Hình này bị thiếu trang thiết bị gì ạ? Theo các bạn hình này bị thiếu gì? Có thiếu trang thiết bị gì không hay đủ hết rồi? Thiếu ghế ngồi cho bệnh nhân. Rồi đúng, thiếu ghế ngồi cho bệnh nhân. Thiếu gì nữa? Thiếu gì nữa? Các bạn nhìn thấy tủ lạnh chưa? Chưa. Đúng không ạ? Cái hình trước còn thiếu một cái nữa là nhìn ở cái tự ghi không nhìn thấy được. Thế thôi chúng ta tự hiểu là cái gì mình gặp cái tự ghi đóng nhỏ nhỏ đúng không? Chúng ta khó nhìn thấy thôi trong trước đi. Rồi, chúng ta chưa thấy ghế cho bệnh nhân. Chúng ta chưa thấy khu vực da lẻ. Chúng ta chưa thấy tủ lạnh. À, cái nhà thuốc này đang thiếu, à tôi xin lỗi, chưa thấy điều hòa nhiệt độ. À, thì lúc này các bạn đã thấy nhà thuốc này chúng ta đang thiếu tương đối là nhiều. Tiếp theo về thiết bị bảo quản, cái này nãy giờ tôi phân tích rồi nhé. Chúng ta phải có đầy đủ thiết bị bảo quản thuốc để tránh các ảnh hưởng bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, ô nhiễm. Ví dụ phải có tủ quầy cày. Tủ quầy cày yêu cầu phải chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh. Thì thông thường thì các bạn có thể làm quầy tủ kệ bằng inox cũng được, à, bằng nhôm cũng được. Hoặc là nếu bạn nào mà muốn làm cho nó sang sang, các bạn có thể làm bằng gỗ cũng được. Nhưng mà nếu các bạn làm quầy tủ kệ bằng gỗ thì các bạn cần đảm bảo cái gỗ của chúng ta phải đảm bảo về nó trơn, à, để đảm bảo dễ vệ sinh. Chứ chúng ta làm mà nó thêm kiểu cách chạm trổ rồng phượng nó là coi như là rất là khó, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải bố trí làm sao để đảm bảo lau chùi dễ nhất có thể. Nè. Phải làm có hệ thống quầy tủ kệ đó phải đảm bảo thuận tiện cho quá trình bày bán, bảo quản thuốc và bảo đảm thẩm mỹ. Thực ra không có bất kỳ đoàn thanh tra nào đi kiểm tra nói là cái nhà thuốc này không đạt thẩm mỹ nên trừ điểm. Không có. Thẩm mỹ là sao? Tùy mắt người đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải đảm bảo cái tính thẩm mỹ này. Bởi vì chúng ta sẽ bán thuốc cho bệnh nhân người ta nhìn thấy cái nhà thuốc nó lịch sự sang trọng thì chúng ta họ sẽ có cái nhu cầu vào nhà thuốc cũng nhiều hơn đúng không? Tất nhiên là cũng tùy khu vực. Ví dụ như cái khu toàn công nhân không mà chúng ta nhìn cái nhà thuốc mà thấy cực kỳ sang không, thấy là nguyên hệ thống cơ sở vật chất viên tiền tỷ rồi thì là một hồi là công nhân sợ không dám vào luôn, bảo chắc là cái nhà thuốc này đầu tư dữ ấy. Thì lúc này thuốc mắc lắm, bán đắt tiền, tôi không vào, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải đảm bảo cái tính thẩm mỹ tương đối ha. Rồi, phải đủ ánh sáng. Ánh sáng này để đảm bảo cái thao tác kiểm tra thông tin. Thực ra cái vấn đề ánh sáng này thì chúng ta sẽ phải bố trí hệ thống đèn điện các kiểu. Tuy nhiên nếu các bạn không bố trí cũng không sao. À, nếu các bạn không bố trí, có thanh tra đến mà tôi bán từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà cái khu vực tôi đón ánh sáng mặt trời tốt thì tôi không bố trí thì cũng không vấn đề gì. À, tuy nhiên thông thường chúng ta vẫn phải bố trí bởi chúng ta sẽ còn bán các cái buổi khác nữa, vừa bán buổi tối nữa nên chúng ta vẫn phải bố trí hệ thống này đầy đủ ha. Còn khi mà người ta kiểm tra thì rất khó để người ta bắt bẻ được mình cái chuyện này. Chúng ta phải có nhiệt kế, ẩm kế được hiệu chuẩn định kỳ đúng quy định. Chúng ta phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự vi. Các bạn thấy đây in đỏ nhé. Đây là một trong những điểm không chấp nhận. Nếu chúng ta không có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự vi, ngay lập tức nhà thuốc chúng ta sẽ bị chấm không đạt. Và các bạn nhớ, cái thiết bị theo dõi nhiệt độ tự vi này phải được hiệu chuẩn định kỳ. Thông thường thì chúng ta sẽ phải hiệu chuẩn 1 năm một lần. À. Và các bạn để ý tôi này, chúng ta phải có nhiệt kế tự ghi. Nếu chúng ta không có nhiệt kế tự ghi, chúng ta sẽ bị phạt. Cái nhiệt kế tự ghi của chúng ta phải được hiệu chuẩn định kỳ. Không hiệu chuẩn định kỳ là chúng ta cũng vi phạm luôn, đúng không ạ? Và trong cái quá trình hiệu chuẩn định kỳ, tôi ví dụ hết một năm, nhà thuốc mình mang cái nhiệt kế tự ghi đấy mang đi hiệu chỉnh,
thời gian hiệu chỉnh mất 3 ngày. Đúng trong 3 ngày mình đang chờ hiệu chỉnh đó, thanh tra tới thanh tra nhà thuốc và thấy chúng ta không có nhiệt kế tự y. Theo các bạn chúng ta có bị phạt không? Theo các bạn chúng ta có bị phạt không? Nhờ đồng kết được ghi hiệu chuẩn định kỳ thì đúng cái lúc chúng ta hiệu chuẩn định kỳ đó đang chờ 3 ngày sau lên lấy lại thiết bị thì có thanh tra tới thanh tra nhà thuốc. Vậy theo các bạn có bị phạt không? Thưa thầy ơi, về lý thì có bị phạt hay vì tình thì không tóm thầy ơi. Thực ra là ông thanh tra họ phạt chúng ta cũng không cãi được. Bởi vì quy định là phải có. Không có cái dòng quy định nào là được phép không có khi đang mang hiệu chuẩn. Đúng không ạ? Đó là về lý đó. Là nếu phạt chúng ta không cãi được. Nhưng mà thực tế thì chúng ta vẫn có thể là bảo bây giờ thiết bị chúng ta đang mang hiệu chuẩn đây, đưa có giấy hẹn đây, công ty này đang hẹn nè, 3 ngày sau đến lấy. Đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể là xin được. Nhưng cái này thì tùy đoàn thanh tra nhé. Chứ còn nếu mà đoàn thanh tra nào muốn phạt chúng ta vì lý do chúng ta không có nhiệt tầm kết tự ghi thì cho dù đúng lúc đó chúng ta đang mang hiệu chuẩn chúng ta vẫn phải chịu. Bởi vì không có quy định nào về việc là nếu mang hiệu chuẩn thì chúng ta không cần. Thế nên là thực ra theo đúng, theo mà và để chắc chắn không bị phạt đó, là phải có hai cái nhiệt tầm kết tự ghi. Để lúc nào hiệu chuẩn thì vẫn còn một cái. Tuy nhiên nhiệt tầm kết tự ghi cũng không rẻ, khoảng vài triệu một cái. Thì lúc này cái việc đó cũng là việc tương đối tốn kém. Và thông thường thì chúng ta đã có cái giới hẹn về việc là đang hiệu chuẩn thì cũng ít đoàn thanh tra mà định đi phạt chúng ta, nên là chúng ta cũng có thể là tạm thời bỏ qua cái chuyện đó. Đây. Cái thiết bị bảo quản phải phù hợp với điều kiện bảo quản trên nhãn. Yêu cầu nhiệt độ phải nhỏ hơn bằng 30 độ C và độ ẩm nhỏ hơn bằng 75%. Thế nên chúng ta bắt buộc phải có điều hòa nhiệt độ hơn. Nếu chúng ta không có điều hòa nhiệt độ, ngay lập tức vi phạm. Điểm không chấp nhận. Nếu chúng ta có thuốc cần bảo quản lạnh thì chúng ta phải có tủ lạnh hoặc thiết bị bảo quản lạnh. Ví dụ các bạn có insulin. Thực ra nếu các bạn đã có insulin các bạn bắt buộc phải có tủ lạnh nha. Chúng ta không thể nào giải thích bằng việc là chúng ta sẽ bán rất là nhanh, thế nên là chúng ta sẽ bố trí cái thùng xốp để chúng ta bỏ đá khô cho nó đẹp để đảm bảo. Cái chuyện này cũng không được. Cái việc mà chúng ta bỏ trong thùng xốp, chúng ta bỏ trong đá khô, đó chỉ là cái biện pháp để chúng ta bảo quản cho bệnh nhân trong lúc bệnh nhân mang thuốc từ nhà thuốc về nhà. Chứ không phải là cái cách để chúng ta bảo quản nhà thuốc. Và mặc dù cái insulin á, nó có quy định này, đó là nếu mà chúng ta không bảo quản lạnh thì vẫn xài trong 2 tuần. Đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta vẫn, đó là cho bệnh nhân thôi. Bệnh nhân ở nhà có thể xài như vậy thôi. Còn đối với nhà thuốc chúng ta vẫn phải bố trí tủ lạnh. Về dụng cụ ra lẻ thì lúc này các thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc thì phải ra lẻ trong tủ ra lẻ thuốc. Và tủ ra lẻ thuốc là một trong các trang thiết bị bắt buộc phải có tại nhà thuốc. Tất nhiên tôi thấy không có nhiều nhà thuốc ra lẻ trong tủ ra lẻ thuốc bởi vì nó cũng hơi bất tiện. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải bố trí cái tủ ra lẻ thuốc nha. Và khi chúng ta ra lẻ thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta đựng trong các cái túi kín khí. Các bạn có thể bọc trong cái túi ni lông bình thường, thực ra được, không có ai nói là chúng ta vi phạm hết. Nhưng bây giờ thực ra mấy cái túi zip á, nó cũng tương đối là rẻ thôi. Thế nên là bạn nào, nhà thuốc nào có điều kiện thì có thể bố trí cái túi zip để ra lẻ thuốc. À, nó sẽ tương đối là lịch sự và chúng ta đảm bảo được cái chất lượng thuốc. Chúng ta sẽ không dùng bao bì ra lẻ thuốc có chứa nội dung quảng cáo thuốc khác. Nếu bây giờ một cái công ty dược họ tặng mình bao bì hoặc họ tặng mình túi ni lông để họ mình ra lẻ thuốc thì mình chỉ được ra lẻ đúng cái thuốc đó nếu trên bao bì có tên thuốc đó. Còn nếu mà bao bì có tên công ty thì thực ra lại không sao. À, nếu bao bì không có tên thuốc chỉ có tên công ty dược đó thôi thì chúng ta vẫn có thể dùng để ra lẻ bình thường. Nhưng nếu bao bì ra lẻ đó có tên thuốc thì chúng ta sẽ chỉ được phép sử dụng bao bì đó để chúng ta ra lẻ trực tiếp cho cái thuốc có cái tên trên bao bì thôi. Đối với những thuốc dùng ngoài, thuốc quản lý đặc biệt thì cần phải để trong bao bì phù hợp để dễ phân biệt. Các thuốc pha chế theo đơn thì cần để trong bao bì dược dụng để không ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.
Thực ra mấy câu này cũng chỉ là tương đối thôi, chúng ta cũng ít pha chế heo đơn. Còn đối với thuốc dùng ngoài kiểm soát đặc biệt thì chúng ta cố gắng là nếu là chúng ta để thuốc ở trong cái túi ni lông hợp khuẩn thì đối với thuốc kiểm soát đặc biệt chúng ta sẽ bỏ trong túi zip để người ta phân biệt được à cái thuốc nào là thuốc thường, thuốc nào là thuốc dùng ngoài kiểm soát đặc biệt để dùng cho nó chính xác hơn thôi. Về việc ghi nhãn thuốc, cái này tôi thấy ít nhà thuốc thực hiện nhưng mà quy định là có. Khi chúng ta ghi nhãn, chúng ta phải đầy đủ các thông tin: tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ hàm lượng, liều dùng, cách dùng, số lần dùng. Tại sao? Nếu bây giờ chúng ta cấp liều chúng ta bán cho bệnh nhân và chúng ta không ghi, chúng ta chỉ hướng dẫn bằng miệng, nó sẽ có nguy cơ đó là bệnh nhân về nhà quên. Đặc biệt là đối với người già. Thì nếu mà bệnh nhân về nhà quên và sử dụng sai, dẫn tới bệnh nhân có vấn đề gì đó, thì nhà thuốc cũng là người phải chịu trách nhiệm, mặc dù rõ ràng là nhà thuốc đã tư vấn đến bệnh nhân rồi. Thế nên theo đúng quy định thì bắt buộc nhà thuốc phải ghi lên trên cái bao bì đó cái thông tin về tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ hàm lượng, liều dùng, cách dùng, số lần dùng, vân vân, phải ghi rõ. Riêng đối với những cái thuốc mà có đơn thì lại không cần phải ghi những cái đó nữa. Ghi thuốc có đơn thì chỉ cần ghi một số thông tin chung thôi, của tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ hàm lượng thôi. Đối với liều dùng, cách dùng, số lần dùng thì không cần, bởi vì ngay bản thân trên cái đơn đó đã có ghi rồi. Và nếu mà mình cần phải thay đổi gì đó về tên thuốc, chúng ta sẽ sửa trực tiếp trên đơn. À, thế nên là chúng ta cũng không cần phải ghi lại các cái nội dung này. Về hồ sơ sổ sách thì chúng ta sẽ phải có đầy đủ các quy chế liên quan đến bán lẻ thuốc. Thì các tài liệu này các bạn có thể sử dụng bản giấy cũng được, các bạn lên trên mạng các bạn tìm cái bản gốc, các bạn photo ra. Nếu các bạn không xài bản giấy, các bạn xài bản mềm được luôn. À, ví dụ các bạn lưu cái file, cái văn bản tài liệu đó trên máy tính được. Tuy nhiên khi các bạn lưu cái bản mềm thì các bạn chú ý cái bản mềm đó phải là cái bản còn mực đỏ, bởi vì các cái văn bản pháp luật trên mạng sẽ có rất là nhiều biện pháp trình bày, có thể là cái bản gốc của Bộ Y tế vẫn còn mực đỏ, có thể đó là một cái file Word đã được ghi chép lại, chỉnh sửa lại để cho người ta theo dõi dễ. Thì những cái quy chế mà chúng ta để ở nhà thuốc bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái bản mà có cái dấu mộc đỏ của ông Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc cái ông chủ tịch Quốc hội, chứ không phải là cái bản mà đã được chỉnh biên lại, đã được viết lại thành cái file Word, nhớ nha. Và một số những cái tài liệu mà các bạn phải có, chúng ta sẽ có thông tư 02 2018 GB, thông tư 12 2020 về bổ sung sửa đổi thông tư 02, thông tư 07 sẽ 2017 sẽ TTBT, thông tư về thuốc không kê đơn phải có nha. Thông tư 20 sẽ 2017 sẽ TTBT, thông tư thuốc kiểm soát đặc biệt. Thông tư 52 về ra lệnh về kê đơn thuốc có luôn. Luật dược 2016, nghị định 54 sẽ 2017 sẽ TTB à sẽ NDCP. Đó là những cái tài liệu mà các bạn phải có tại nhà thuốc. À, đó là những cái tài liệu cơ bản đó, các bạn phải có, các bạn phải in ra hoặc các bạn phải lưu trữ ở máy tính, nhớ dùng bản gốc để in hoặc lưu. Rồi chúng ta sẽ cần có các sách hướng dẫn sử dụng thuốc. À, thực ra những sách này thì mua rất là nhiều, có sách khác nhau, bộ Vidan, một tin đan, Mim, vân vân. Các công ty dược cũng sẽ có tài trợ chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có phần mềm quản lý thuốc. Các bạn nhớ là hiện nay phần mềm chúng ta có phải có những phần mềm liên quan đến nhập xuất và quản lý, và những cái phần mềm đó hiện nay sẽ cần kết nối với Sở Y tế. Này, chính xác hơn là kết nối với cổng dữ liệu quốc gia để ông Sở Y tế có thể quản lý được nhà thuốc của ta. Này, từ năm 2019 nhà thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, có thực hiện kết nối mạng để có liên thông với dữ liệu quốc gia. À, chúng ta phải bỏ tiền ra để chúng ta mua cái phần mềm để cho nhà nước quản lý chúng ta ha. Hiện nay thì có rất là nhiều các công ty bán khác nhau,
À, đầu tiên ngày xưa chúng ta có ông Viettel sản xuất được phần mềm đó. Tuy nhiên bây giờ không phải chỉ có mình Viettel nữa, có rất là nhiều công ty khác nhau sản xuất ra cái phần mềm, à các cái phần mềm này. Thì các bạn có thể xem công ty nào mà bán giá thành phù hợp, rồi cái chế độ phù hợp thì các bạn mua. Có các hồ sơ sổ sách có liên quan đến người bệnh mua thuốc, này thuốc. À, bệnh nhân mua thuốc tại nhà thuốc chúng ta phải lưu trữ lại, ghi chép lại vào hồ sơ giấy tờ tài liệu. Trong quá trình thẩm định, trong quá trình thanh tra, người ta sẽ có kiểm tra. Phải có sổ sách ghi chép thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần. Đây là hai cái loại thuốc mà tương đối nhạy cảm và sẽ có những quy định kiểm soát rất chặt chẽ. Thế nên các bạn bắt buộc phải có sổ sách ghi chép một cách cụ thể. Tất cả các hồ sơ này phải lưu trữ ít nhất 1 năm sau khi thuốc hết hạn. Câu này là câu khiến cho nhiều bạn nhớ sai. Nhiều bạn sẽ nhớ là lưu trữ ít nhất 1 năm. Thế là bán thuốc sau 1 năm quăng. Không đúng rồi. Sau khi thuốc hết hạn 1 năm mới bỏ các tài liệu này. Chứ không phải là sau khi bán thuốc 1 năm. Và lúc này các hồ sơ này, những cái hóa đơn chứng từ chúng ta phải lưu trữ để đầy đủ. Các thuốc được mua thuốc tại nhà thuốc, à nhà thuốc mua phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Nếu không hóa đơn là chúng ta vi phạm. À, thế nên tất cả tài liệu đó chúng ta phải lưu trữ lại hết. Và bây giờ chúng ta sẽ xem sơ về các hoạt động chủ yếu tại nhà thuốc. Cái này chúng ta sẽ xem sơ thôi. Chúng ta sẽ có mua thuốc. Thì cái mua thuốc là cái ai cũng phải làm đúng không ạ? Chúng ta phải mua thuốc tại cơ sở kinh doanh hợp pháp. Thế nào là cơ sở kinh doanh hợp pháp? Cái cơ sở kinh doanh hợp pháp là cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh, à, và có giấy thực hành tốt theo phạm vi bán buôn, à có cái giấy kinh doanh, à giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, ghi rõ phạm vi bán buôn hoặc phân phối, à và lúc này để thực hiện được cái bán buôn phân phối thì những cái đơn vị đó phải có GDP, tức là thực hành tốt phân phối, được chưa? Nên là chúng ta có thể mua ở chợ xỉ cũng được, bởi vì chợ xỉ thì các cái cơ sở này chợ xỉ đều có phạm vi kinh doanh là bán buôn thuốc ấy. Các bạn có thể mua thuốc của các công ty phân phối thuốc. Thực ra chúng ta nên mua thuốc ở những công ty phân phối hơn là chợ xỉ, bởi vì chúng ta sẽ đảm bảo một về chất lượng, chợ xỉ nhiều nguồn lắm. Thứ hai là bảo đảm về hóa đơn, chợ xỉ gần như không hóa đơn, nên chúng ta có thể lựa chọn là mua thuốc của các công ty phân phối, à các công ty phân phối thuốc. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể là mua của các công ty sản xuất thuốc, nhưng công ty sản xuất đó phải có thực hiện thêm nhiệm vụ phân phối nữa thì mới được ha. Chúng ta sẽ không được quyền mua thông qua các đường, ví dụ như đường sách tay. Nhiều người sẽ mua thuốc đi du lịch nước ngoài để mua ít thuốc sách tay về Việt Nam chẳng hạn, hoặc gửi qua Amazon chẳng hạn, thì cái này không được phép. Rồi chúng ta phải mua các thuốc được phép lưu hành. Thuốc được phép lưu hành là những thuốc có số đăng ký còn hiệu lực, và số đăng ký này do Cục Quản lý Dược Việt Nam cấp, được chưa? Và những thuốc này phải còn nguyên vẹn bao bì, nhãn phải đúng quy chế. Khi nhập thuốc thì chúng ta phải tiến hành kiểm nhập, đảm bảo cái vấn đề về hạn dùng phải còn xa nữa. Nếu hạn dùng gần chúng ta sẽ rất khó chúng ta bán kịp. Các thông tin trên nhãn thuốc phải phù hợp với quy chế ghi nhãn, phải kiểm tra chất lượng về mặt cảm quan. Và trong quá trình chúng ta bảo quản thuốc thì chúng ta phải kiểm soát chất lượng. Rồi, phần tiếp theo chúng ta bán thuốc thì chúng ta sẽ có một cái bài về mua bán thuốc riêng, nhưng chúng ta sẽ xem sau cái bài của chương 2 ha. Thì bán thuốc chúng ta sẽ có bán thuốc kê đơn, bán thuốc không kê đơn, rồi bán những sản phẩm không phải thuốc. Bán thuốc kê đơn thì tương đối dễ. À, bệnh nhân có đơn thuốc chúng ta kiểm tra đơn thuốc phù hợp chúng ta bán. Nếu không phù hợp chúng ta yêu cầu bệnh nhân hỏi bác sĩ. Nếu thuốc nào chúng ta có chúng ta bán, thuốc nào không có chúng ta hỏi bệnh nhân chúng ta thay thế thuốc. Đối với bán thuốc không kê đơn, phức tạp hơn, nó sẽ có khá là nhiều các hình thức khác nhau. Bệnh nhân về đến nhờ nhà thuốc cắt liệu, khai triệu chứng cắt liệu. Bệnh nhân mua thuốc đã dùng trong quá khứ. Bệnh nhân mua thuốc theo lời khuyên của hàng xóm cũng có, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau liên quan đến bán thuốc không kê đơn. Rồi ngoài ra thì chúng ta có những bán những sản phẩm không phải thuốc, bán mỹ phẩm, bán thực phẩm chức năng, bán vật tư y tế, thì cái này chúng ta cũng sẽ có thực hiện khá là nhiều nhà thuốc ha.
Rồi, mấy cái nội dung về cái việc tư vấn hay là về việc bán thuốc theo đơn, thuốc độc này kia thì chúng ta sẽ có phân tích cụ thể trong chương 2. Nè. Tuy nhiên các bạn sẽ nhớ trước một cái đó là khi chúng ta thay thế thuốc thì bắt buộc phải là dược sĩ đại học thay thế nhé. Nếu không phải dược sĩ đại học thì chúng ta không được quyền thay thế thuốc. Và khi thay thế chúng ta phải hỏi ý kiến khách hàng đồng ý thay thế chúng ta mới thay thế. Chúng ta tự ý thay thế, sau đó bệnh nhân về thấy là thuốc đó không phải thuốc ghi trong đơn, bệnh nhân có thể nói là nhà thuốc này bán thuốc không đúng, bán thuốc giả, thuốc dở các kiểu nữa, thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà thuốc chúng ta. Đối với việc bảo quản thuốc thì thuốc phải bảo quản theo đúng yêu cầu ghi trên nhãn. Nếu nhãn ghi bảo quản lạnh chúng ta phải bảo quản lạnh, nhãn ghi bảo quản đông đá chúng ta phải đông đá, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng bảo quản như nhau. Nhãn ghi sao ta bảo quản như vậy. Nếu nhãn không ghi gì hoặc chỉ ghi chung chung thì chúng ta sẽ bảo quản ở nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 30 độ C, đồ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 75%. Khi sắp xếp thuốc thì thuốc phải để riêng, không phải thuốc để riêng. Và đối với thuốc chúng ta phân biệt thuốc kê đơn riêng, không kê đơn riêng, thuộc kiểm soát đặc biệt riêng. Rồi trong từng cái nhóm đó chúng ta sẽ sắp xếp thuốc tiếp theo khu vực, theo nhóm tác dụng dược lý. À, nếu nhóm nước dược lý rồi vẫn còn cần sắp xếp tiếp thì chúng ta có thể sắp xếp theo ABC. Các thuốc kê đơn nếu được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng thì phải có ghi rõ thuốc kê đơn ha. Thuốc kiểm soát đặc biệt bắt buộc phải để riêng. Và các bạn nên nhớ là chắc là bạn nào có bán thuốc thì cũng biết rồi. Trước kia thì kiểm soát đặc biệt chỉ có gây nghiện là tiền chất độc thôi. Bây giờ các thuốc phối hợp cũng đều là thuốc kiểm soát đặc biệt. Thế nên có rất là nhiều thuốc mà trước kia các bạn không bảo quản ở khu vực kiểm soát đặc biệt, nhưng bây giờ các bạn sẽ phải bảo quản khu vực kiểm soát đặc biệt. Tôi ví dụ các thuốc phối hợp có codein, paracetamol codein, tetmin codein này, những thuốc rất là thông dụng, rất là thông thường thôi. Trước kia chúng ta bán không kê đơn, bán bình thường để ở cạnh không kê đơn. Bây giờ các bạn để vào khu kiểm soát đặc biệt, bởi vì nó là thuốc gây nghiện phối hợp. Rồi một số thuốc bị cấm trong một số ngành nghề lĩnh vực và hoặc thuốc bị hạn chế sử dụng. Cũng có một số thuốc mà rất là quen thuộc. Tôi ví dụ như salbutamol, đúng không ạ? Hay là có thuốc quinolone. Chúng ta bán rất là nhiều. Nhưng những thuốc đó là thuốc kiểm soát đặc biệt. Thế nên chúng ta phải để trong khu vực thuốc kiểm soát đặc biệt. À. Và cái việc sắp xếp này, chúng ta phải bảo đảm cho cái việc thuận lợi trong việc lấy thuốc và không xảy ra tình trạng nhầm lẫn thuốc. Rồi đối với khiếu nại thu hồi thì lúc này chúng ta phải có hệ thống lưu trữ thông tin để chúng ta biết được là bệnh nhân nào là bệnh nhân chúng ta bán cho bán thuốc, à, bệnh nhân nào là đến khiếu nại thực ra không phải mua thuốc nhà chúng ta. Rất nhiều nhé, rất nhiều trường hợp là bệnh nhân mua thuốc ở nhà thuốc khác nhưng mà không nhớ chính xác, của sau đó họ tới nhà thuốc chúng ta khiếu nại mình bán thuốc không hợp lý. Nếu chúng ta không có thông tin lưu trữ lại, chúng ta tưởng là chúng ta bán sai thật thì cũng gây cái ảnh hưởng của nhà thuốc chúng ta. À, rồi phải có thông báo thu hồi cho khách hàng nếu những thuốc đó là những thuốc đang trong diện về thu hồi. Sẽ có những trường hợp thuốc bị thu hồi nha, và thuốc bị thu hồi để chúng ta phải để ở khu vực biệt trữ để chúng ta chờ thu hồi. Nếu chúng ta hủy thuốc thì chúng ta phải có biên bản hủy thuốc. Đây. Rồi, đó là toàn bộ hai phần đầu của thông tư 02. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần tiếp theo, đó là phụ lục 22A. Đây Thầy ơi, là không cái nghe phụ tiếng lục. thầy thầy ơi. Không nghe luôn à? Các bạn có nghe không à? Lớp mình có nghe không à? Nghe bình thường thầy ơi. Nghe nghe bình thường, chắc mic Nghe của bình bạn thường sao ạ. á. Đấy Bạn giờ, thử là đấy, mic đi. đa phần các bạn đều nói nghe bình thường. Thế nên bạn nào mà thấy là không nghe được thì kiểm tra lại mic nhé. Nếu tất cả nghe không được á, thì khả năng là có vấn đề. Còn nếu mà tất cả nghe, hầu hết nghe bình thường á, thì Hồi qua em cũng bị giống chị Hương vậy, chị Hương vô lại đi, rồi khỏi nhớ thì vô lại. rồi bạn nào mà mà không nghe được thì các bạn kiểm tra lại rồi nhé. Còn nếu lúc nào mà rất nhiều bạn không nghe được thì lúc này là do tôi rồi, là chúng ta phải chỉnh lại của tôi. À. Rồi đối với phụ lục 22A thì các bạn à, lúc ấy tôi có nói rồi đúng không ạ, là cái phụ lục này chúng ta sẽ được mang vào phòng thi. À. Tuy nhiên khi mang phòng thi chúng ta sẽ có phải kiểm tra nhé. Thế nên là các bạn khi mang phòng thi các bạn sẽ đảm bảo
cái phụ lục này phải chỉ là phụ lục 2A này thôi, chứ không phải là cái phụ lục 2A này có 10 trang mà các bạn mang vào một cái phụ lục 2A gồm 30 trang nhé, được nhá. Rồi cái phụ lục 2A này phải là cái bản gốc của nó, không phải là cái mà chúng ta ghi thêm nhiều nội dung nữa vào. À, chúng ta không được phép ghi thêm bất kỳ một cái câu chữ hay một cái nội dung gì vào phụ lục 2A. Nếu có ghi thêm nội dung gì thì coi như các bạn sẽ không được mang vào thi, là các bạn tay không ghi thi á. Còn lại thì các bạn sẽ được quyền sử dụng hết bình thường. À, nên các bạn sẽ cố gắng là về nhà trước khi thi các bạn sẽ in phụ lục 2A này ra, các bạn đọc trước để các bạn mang vào thi. Đối với phụ lục 2A thì bây giờ cô Ngọc Anh sẽ hướng dẫn chúng ta nhé. Rồi mời cô Ngọc Anh ạ. À, bây giờ tôi sẽ thoát xe đi để cô Ngọc Anh sẽ tiến hành hướng dẫn chúng ta. Rồi cô sẽ hướng dẫn các anh chị cái phần phụ lục 2A ha. Thì đối với cái phụ lục này này nó sẽ là cái phần cũng như là trọng tâm của cái bài á, của bài ngày hôm nay luôn ha. Thì đối với cái phụ lục 22A này á, thì sẽ áp dụng cho đối với nhà thuốc ha. Còn nếu mà các anh chị mình đang mở quầy thuốc hay là cơ sở gì đó thì cũng nằm cái những cái phụ lục này, nó sẽ là phụ lục khác, có thể là phụ lục 1 rồi 1A 1B. Cùng một cái đặc điểm là sẽ nó nằm chung cái thông tư 02/2018 ha. Thì dù các anh chị mình mở nhà thuốc hay quầy thuốc hay là những cái cơ sở gì đó thì mình có thể là mình tham khảo trong cái thông tư 02 này. Thì đối với nhà thuốc thì cô sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái phần mà phụ lục 22A ha. Thì đây là có những cái điểm mà cần lưu ý thì cô sẽ lưu ý cho các anh chị. Thì đối với trong cái slide này thì các anh chị mình thấy là cô có đưa cho các anh chị mình thấy hai cái thông tư. Thông tư đầu tiên là thông tư 02, thông tư thứ hai là thông tư 46. Thì thầy cô để ở đây là tức là trước đây các anh chị khi mà thông tư 02 chưa có ra thì thông tư 46 thì đang hiện hành thì sẽ có những cái điểm nó khác ha. Sau đó thì bây giờ thông tư 02 nó ra rồi thì bây giờ chúng ta chỉ học và chỉ áp dụng đối với thông tư 02 thôi. Thì cô để ở đây thì để cho anh chị mình có cái sự so sánh thôi. Những anh chị nào mình trước đây mà mình đang mở nhà thuốc, mình có những cái mình chưa có cập nhật thông tư á, thì mình nhớ là thông tư 46 nay đã hết hạn rồi ha. Rồi, đối với thông tư 02 thì có những cái điểm lưu ý. Thứ nhất, đó là trong thông tư này sẽ có 14 cái điểm không chấp nhận ha, thì nó khác với thông tư 46. Rồi 14 điểm này á, cái điểm không chấp nhận hồi nãy thầy Diện có nói với các anh chị rồi. Đây là những cái điểm mà nếu cái đoàn đánh giá tới đánh giá nhà thuốc CV của anh chị mà nhà thuốc anh chị mình bị mắc một trong 14 cái lỗi này thì nhà thuốc anh chị mình sẽ không đạt CV liền luôn ha, chứ thầy người ta sẽ không có đánh giá tiếp những cái tiêu chí khác nữa. Vậy 14 cái điểm không chấp nhận này hồi nãy thầy Diện cũng có nói với các anh chị một số cái điểm rồi, ví dụ như là nhà thuốc mình á không có đủ về diện tích. Diện tích tối thiểu của một nhà thuốc là 10 mét vuông ha, mà vào họ bước chân vào nhà thuốc anh chị thấy rằng cái diện tích là không có đủ 10 mét vuông chẳng hạn, hay như các anh chị mình đã ghi thì người ta sẽ đánh nhà thuốc anh chị rớt luôn ha. Rồi ở trong cái phụ lục này thì sẽ có 12 điểm cộng đối với những cái nhà thuốc, ví dụ như là khi họ đến họ chấm điểm nhà thuốc anh chị mình có những cái khu vực, ví dụ như là mình có cái khu vực mà rửa tay á, rửa tay cho nhân viên á, hoặc là xà bông khô đó, thì đây cũng là một trong những cái điểm cộng, thì nó cũng nằm ở trong cái thông tư luôn ha. Hoặc là một cái nhà thuốc có từ 2 dược sĩ đại học trở lên thì cũng là cái điểm cộng, thì mình có 12 cái điểm cộng xuyên suốt trong một cái phụ lục như vậy. Rồi ngoài ra thì mình có 6 điểm trừ ha, có điểm cộng nên là sẽ có điểm trừ, thì cái điểm trừ này nó sẽ là điểm trừ của mỗi tiêu chí, người ta sẽ chấm trên từng tiêu chí ha. Điểm trừ thì nếu mà các anh chị mình họ sẽ có một cái điểm chuẩn của cái tiêu chí đó, ví dụ các anh chị đạt tiêu chí, nếu mà đạt tiêu chí đó thì mình sẽ được một điểm chẳng hạn, còn nếu mà không đạt thì mình không có điểm luôn đúng không ạ, không có được một điểm đó. Mà nếu cái điểm, cái lỗi này nó nằm ở trong cái điểm trừ thì tức là các anh chị đang bị âm điểm luôn ha, bị âm một đó. Nên là sẽ có những cái trường hợp là nhà thuốc mình có mắc những cái điểm trừ này và tuy là sau khi mà mình họ chấm GP đạt hết nhưng mà sẽ có những cái lỗi mà mình cần phải khắc phục bởi cái điểm trừ ha. Rồi
Về cái nguyên tắc chấm của cái bảng checklist ha, bảng checklist là trong phụ lục 22A đó, thì tổng số điểm chuẩn cơ sở nếu mà nhà thuốc các bạn đó, là có cả khu vực pha chế cũng như là khu vực mà kho bảo quản thuốc thì sẽ là 100 điểm ha. Thật ra thì bây giờ thì các anh chị thấy rằng là đối với những cái nhà thuốc, kể cả cái quầy thuốc mà hồi nãy mình có xem ở lúc đầu giờ đó, thì mình không có cái khu vực mà pha chế hoặc là cái kho, đúng không ạ? Nếu mà pha chế thì mình cũng phải ghi, khi mà các anh chị mình nộp một cái bộ hồ sơ để lên Sở Y tế họ thẩm định GP á, thì mình sẽ phải vẽ cái sơ đồ của nhà thuốc ha, vẽ cái sơ đồ của nhà thuốc. Các anh chị mình nói là không nghe được ạ. À, các anh chị nào mình có nghe rõ giọng cô nói nghe không? Nghe bình thường thôi. À, nghe bình thường rồi. Vậy chắc là do mic của bên chị rồi ha. Rồi thì cô nói tiếp ha. Thì đối với nếu mà nhà thuốc các anh chị mình có đầy đủ cái khu vực pha chế theo đơn, thì pha chế trước đây có thể có những cái nhà thuốc mà họ pha chế ví dụ như là những cái dung dịch rửa tay hoặc là bôi ngoài đó ha, nhất là có thể là những cái khu vực mà nhà thuốc mở gần với bệnh viện da liễu chẳng hạn, thì có cái khu vực này. Còn hiện tại thì cô thấy rằng á, ở trên thị trường ít khi bây giờ có những cái nhà thuốc nào mà mình có cái khu vực pha chế theo đơn này lắm ha. Rồi còn cái khu vực mà kho bảo quản thuốc thì lúc nãy thầy Diện cũng có nói với các anh chị đó, là nếu mà nhà thuốc các anh chị mình viết, mình vẽ cái sơ đồ nhà thuốc của mình ở trong cái bản vẽ nộp lên Sở Y tế mà các anh chị có ghi chữ kho ha, thì khi mà Sở Y tế họ nhìn vào thì họ sẽ đến họ kiểm tra cái kho của chị đầu tiên đó ha. Cái kho lúc này mình khi mà đặt cái kho thì kho này phải đạt GSB. Thì đối với những cái nhà thuốc, ví dụ như nhà thuốc tư nhân của mình mở một hai quầy á ha, mình mở một quầy gì đó, mình mở một nhà, thì thường là sẽ không có cái kho này. Còn cái khu vực mà các anh chị mình để thuốc, mình lấy nhiều hàng hóa mình để thì nó là một cái khu vực khác rồi ha, không phải cái kho. Cái kho là phải đặt GSB. Còn đối với những cái nhà thuốc, ví dụ như là những cái chuỗi nhà thuốc, thì họ sẽ phải yêu cầu là có những cái kho ha, để nhập hàng và sau đó họ xuất hàng ra từng cái cửa hàng nhỏ, thì đó khác. Còn cái này thì đối với nhà thuốc anh chị thì mình sẽ thông thường là mình không có kho. Vậy thì nếu mà có cả kho và cả khu vực pha chế thì cái điểm chuẩn mới là 100. Còn đối với nhà thuốc anh chị mình không có kho hoặc không có khu vực pha chế thì nó sẽ thấp hơn 100 điểm ha, thì họ sẽ tính trên cái tổng điểm mà thấp hơn đó. Rồi cái thứ hai đó là điểm chuẩn sẽ được xây dựng trong khoảng từ 0.5 tới 2 tùy thuộc vào từng tiêu chí. Tức là trong cái thông tư trong cái phụ lục 22A này á, cái bản checklist á, thì nó sẽ có từng cái tiêu chí. Thì chút nữa cô sẽ chiếu cho các anh chị xem cái phụ lục này ha. Từng tiêu chí thì tiêu chí thấp nhất thì sẽ là 0.5 điểm. Cái tiêu chí cao thì khoảng 2 điểm ha, có những tiêu chí 0.5, tiêu chí 1 điểm, tiêu chí 2 điểm. Nhưng khi mà chấm điểm, các anh chị mình lưu ý nếu cái tiêu chí đó ha đạt 2 điểm, tức là nếu mà nhà thuốc mình đạt cái tiêu chí đó thì được 2 điểm. Còn nếu mà mình không đạt thì mình sẽ không được điểm ha. Sẽ không có cái trường hợp chấm điểm trung gian, tức là nhà thuốc mình thấy rằng là, hoặc là Sở Y tế họ thấy rằng à cái nhà thuốc này thấy cái điểm cái đó cũng được được ha, cũng phải cần khắc phục cũng được được, thôi cho một điểm, đã lại tiêu chí được hai điểm mà mình cho một điểm, là không có trường hợp đó ha. Hoặc là được hai điểm hoặc là không có điểm luôn ha. Rồi đó là mình không chấm điểm trung gian là cái đó. Rồi tiếp theo về cái 14 cái điểm mà không chấp nhận ha, thì các anh chị mình nên đọc ít nhất một lần. Thật ra 14 cái điểm không chấp nhận này nó có trong cái bảng checklist luôn. Tuy nhiên thì các anh chị mình đi thi mình được mang vào, nhưng mà mình không thể nào mình ngồi mà mình dở hết từ đầu đến cuối được hết ha. Mình sẽ không có thời gian và không kịp thời gian để mình làm những câu khác. Vậy thì đầu tiên thì cô sẽ hướng dẫn về cái điểm không chấp nhận này luôn ha. Rồi, thứ nhất, người quản lý chuyên môn có mặt khi cơ sở bán lẻ hoạt động hoặc là thực hiện ủy quyền theo quy định. Tức là khi nhà thuốc các anh chị mình thẩm định ha, phải có dược sĩ chuyên môn có mặt ở đó. À, thật ra thì các anh chị thấy rằng là lúc nào cũng phải có dược sĩ đại học, đúng không ạ? Dược sĩ đại học, dược sĩ chuyên môn mình ở cái nhà thuốc. Nhưng mà nếu mà nhà thuốc các anh chị á, không có cái dược sĩ quản lý chuyên môn á, ngay cái thời điểm mà chấm GP á, thì họ sẽ chấm không đạt luôn ha. Thì đây là cái điểm mà không chấp nhận, kể cả cái người ủy quyền hay không ha. Rồi vì vậy là khi mà các anh chị mình thẩm định là lúc nào mình cũng phải đón chờ cái người mà dược sĩ quản lý chuyên môn của mình hết ha. Rồi cái thứ hai là khu vực trưng bày bảo quản tối thiểu 10 m2.
Thì lúc nãy thầy có nói với các anh chị đó là nhà thuốc của mình đó mà nhỏ hơn 10 mét vuông á, thì đây là một cái điểm không chấp nhận, tức là nhà thuốc các anh chị sẽ bị chấm rớt ngay ha. Rồi cái thứ ba, nếu mà có tổ chức pha chế theo đơn thì phải có phòng riêng để pha chế. Rồi đây là đối với những cái nhà thuốc nào mình có pha chế ha, còn những nhà thuốc nào mình không có pha chế thì thôi. Rồi còn nếu có kho bảo quản thì kho đặt yêu cầu bảo quản thuốc ha, thì cái này hồi nãy cô có nói với các anh chị rồi đó. Thứ năm, có thiết bị bảo quản để đáp ứng với yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn. À, tức là nếu mà nhà thuốc anh chị mình bán những cái thuốc, những cái sản phẩm thông thường, mình chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ là không quá 30 độ C ha, nó hay ghi trên nhãn đó, hoặc là khoảng 25 độ C gì đó, thì mình có thể là để trên tủ quầy kệ, tức là mình bảo quản trên đó là được. Còn đối với những cái sản phẩm, ví dụ như các anh chị mình bán insulin, mình có bán insulin, mình để insulin ở trong nhà thuốc nhưng mà mình không có tủ lạnh ha, thì lúc này thì nhà thuốc anh chị mình cũng sẽ chống rớt luôn. Thì thật ra là đối với cái này á, thì thường là các anh chị sẽ là tái thẩm định, mình hay có thuốc ở trong nhà thuốc ha, còn thường là mở mới thì mình sẽ không có thuốc. Rồi tiếp theo, thứ sáu là nơi bán thuốc được duy trì ở nhiệt độ không quá 30 độ C và độ ẩm là không quá 75%. Thì các anh chị nhớ ở đây giúp cô là nhỏ hơn hoặc bằng ha, hai cái này là nhỏ hơn hoặc bằng. Rồi trước đây thì yêu cầu phải nhỏ hơn, rồi bây giờ là có thể là 30 độ C là nhiệt độ cao nhất. Nhưng mà thông thường các anh chị mình thấy rằng là ở nhà thuốc của mình ít khi mình để tới cái nhiệt độ mà 30 độ C lắm, tại vì khá là nóng ha, bản thân mình cũng chịu không nổi nữa, cũng như những cái sản phẩm ha, thì nó sẽ dễ bị hư. Rồi nên là một cái lưu ý đó là các anh chị mình đi ra ngoài, mình hay mua thuốc rồi mình bỏ vào trong cốc xe các anh chị, cái nhiệt độ ở trong cốc xe nó rất là nóng, nó rất là cao ha, nên là mình lưu ý mình bảo quản thuốc là mình không có nên mình bỏ trong cốc xe đâu. Rồi cái thứ bảy, các giấy tờ pháp lý như là giấy đăng ký kinh doanh, rồi chứng chỉ hành nghề dược, rồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, thì tất cả những cái giấy tờ này phải có mặt ở nhà thuốc. Các anh chị có thể là để bản photo công chứng cũng được, có thể là để bản chính cũng được, nhưng mà khi mà mình đang hoạt động nhà thuốc thì mình phải có một cái tủ để mình, một cái ngăn kéo gì đó để mình để những cái giấy tờ này ha. Tại vì khi mà đối với ngành dược chúng ta đó, không chỉ là đối với Sở Y tế họ đến họ thẩm định nữa, mà sẽ có những cái cơ quan khác giống như là thanh tra, đúng không ạ, thanh tra y tế cũng có, rồi thanh tra liên ngành, rồi rất là nhiều, có thể là kể cả bên thực phẩm nữa ha, họ cũng có thể họ đến họ kiểm tra nhà thuốc anh chị nữa, nên là đối với nhà thuốc là mình phải có đầy đủ giấy tờ. Còn khi mà người ta thẩm định nhà thuốc anh chị đó mà không thấy những cái giấy tờ này, không có xuất trình được những cái giấy tờ này thì sẽ không có được luôn ha, cũng nằm trong cái điểm không chấp nhận luôn. Đây là đối với những cái cơ sở nào mà mình gọi là mình tái thẩm định. Rồi, số 8 là tất cả các thuốc tại nhà thuốc là thuốc được phép lưu hành hợp pháp. Vậy thì một cái thuốc mà được phép lưu hành hợp pháp, tức là cái thuốc đó có số đăng ký, và cái số đăng ký đó còn thời hạn hiệu lực. Một cái thuốc có số đăng ký còn thời hạn hiệu lực là thông thường ha. Thông thường thì số đăng ký sẽ có thời hạn trong 5 năm. Đó là thông thường. Còn nếu mà có sự thay đổi gì khác thì trên cái số đăng ký đó họ sẽ hiển thị rõ. Thì để mà mình biết kỹ hơn, cụ thể hơn về cái phần số đăng ký thì ở buổi tiếp theo mình sẽ được học cái về cái số đăng ký, cách để mình phân biệt giữa cái thuốc và những cái sản phẩm không phải là thuốc ha, tránh có cái sự nhầm lẫn. Rồi, đối với những cái thuốc mà có giấy phép nhập khẩu thì cũng phải có cái số giấy phép nhập khẩu được dán lên trên cái hộp thuốc luôn ha, tất cả các thuốc nha các anh chị. Nên là những cái thuốc nào mà các anh chị thấy rằng là cái số đăng ký nó hết thời hạn hiệu lực rồi nhưng mà nó có trong nhà thuốc của mình, thì lúc này mình cũng phải đặt câu hỏi ra, à nếu mà cái thuốc này nó đã hết số đăng ký rồi, vậy thì mình phải yêu cầu cái công ty hoặc là những cái trình dược viên mà đến giao thuốc các anh chị đó, yêu cầu là phải cho biết được là cái giấy gia hạn số đăng ký của cái thuốc này ha. Thì cái trường hợp mà một cái thuốc, các anh chị bây giờ mình thử mở một cái thuốc nào đó ở trong nhà thuốc mình xem ha, mình xem cái số đăng ký, thì thông thường là cái số đăng ký là cái số năm đằng sau á ha, thì thấy rằng là nó hết số đăng ký rồi thì mình phải hỏi cái người của công ty á ha, là xem cái giấy gia hạn số đăng ký đâu, tại vì Sở Y tế họ đến họ sẽ hỏi như vậy, và các anh chị mình không có cái giấy gia hạn thì coi như là cái thuốc này mình hết số đăng ký rồi ha. Rồi tiếp theo đó là tại thời điểm kiểm tra không phát hiện được các loại thuốc sau: thuốc không được lưu hành là không được ha, thuốc phải có số đăng ký đó, thuốc quá hạn dùng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc kiểm soát đặc biệt
với cơ sở không được cấp phép. À thì ở đây một cái lưu ý đó là bây giờ khi mà các anh chị mình bán những cái thuốc kiểm soát đặc biệt á, ví dụ như là những thuốc thuốc hướng thần, rồi thuốc gây nghiện ha, rồi các dạng phối hợp của nó nữa, ví dụ codeine phối hợp với các anh chị hay thấy bán tạch pin codeine nè, hay là bara với codeine đó, thì các anh chị mình sẽ lưu ý là mình những cái thuốc này là thuốc phải kiểm soát đặc biệt, mình muốn bán thì mình phải đăng ký với Sở Y tế ha. Thì dù theo cô được biết thì các anh chị dù muốn bán hay không bán thì mình cũng nên đăng ký là mình bán, còn cái việc mình không bán thì đó là việc của mình thôi ha. Còn lúc đầu mình nên đăng ký là mình có bán. Rồi thì khi mà các anh chị mình đăng ký là mình có cái bán thuốc kiểm soát đặc biệt rồi thì ở nhà thuốc của mình phải có cái tủ thuốc này ha, phải có cái tủ, còn có thuốc hay không đó là việc của mình. Còn ở nhà thuốc mình phải có cái tủ thuốc là phải kiểm soát đặc biệt nha, phải có khóa đó, phải để riêng. Rồi tiếp theo là thuốc bị đình chỉ và thu hồi nhưng không được phát hiện và không bị trữ ha. Đó các anh chị mình phải muốn biết được những cái thuốc mà bị đình chỉ thu hồi, ngoài cái việc mà công ty họ đưa công văn xuống họ thu hồi thì họ đưa quyết định xuống thu hồi ha, thì mình sẽ theo dõi ở trên những cái trang của cục quản lý dược chẳng hạn ha. Đó để mình cập nhật những cái thông tin mới nhất. Rồi tiếp theo cái số 10 là có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất phù hợp. Đó thì các anh chị, cái này là cái điểm mà đối với những cái nhà thuốc bây giờ là phải có cái thiết bị theo dõi tự ghi rồi ha. Và mình xuất thành file Excel ở trong máy tính luôn. Rồi cái số 11 có trang thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng. À, thì bây giờ các anh chị thấy rằng là ở nhà thuốc của mình á, thông thường là mình sẽ có một cái máy tính đúng không ạ? Người ta không có ghi là cái máy tính, nhưng mà thông thường ở nhà thuốc mình để tra cứu thì dễ nhất là cái máy tính, và phải yêu cầu là có kết nối mạng. Thì cái kết nối mạng này á, để kết nối mạng với cơ quan của Sở Y tế thì để người ta quản lý chúng ta đúng không ạ? Quản lý về cái việc mà chúng ta buôn bán hàng xuất nhập như thế nào ha, rồi cũng như là quản lý về các anh chị mình bán những cái thuốc kê đơn, nhất là những cái tình trạng mình bán thuốc kháng sinh đó ha. Bởi vì do là cái tình trạng mà đề kháng kháng sinh bây giờ nó khá là phổ biến rồi ha, nên là người ta muốn quản lý mình. Thì cái việc mà người ta quản lý mình thì thông thường bây giờ hình như là các anh chị mình cũng sẽ phải trả một cái khoản tiền đúng không ạ, cho cái việc hàng tháng đó để người ta quản lý mình. Rồi cái số 12, có kho khu vực hoặc là tủ riêng có khóa khi mà bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất ha. Rồi cái số 13, quản lý mua bán thuốc và kiểm soát đặc biệt đúng quy chế. Đó, đúng quy chế thì tức là các anh chị mình phải, khi mà mình bán mình phải ghi thông tin của người mua, rồi mình phải lưu hồ sơ lại ha, và có đơn thuốc thì mình mới bán những cái thuốc đó. Thì đó là trên nguyên tắc mà các anh chị mình đang học, đang thực hiện. Thì có thể bây giờ nó đang dễ, nhưng mà sau này thì có thể là họ sẽ kiểm soát nó chặt chẽ hơn nhiều ha. Rồi có lưu hóa đơn mua hàng hợp lệ, ở đây là một cái điểm mới có được thay đổi ở trong cái thông tư 12/2020. Thì cái thông tư này nó bổ sung ha, nó sửa đổi bổ sung cho cái thông tư 02 mà các anh chị mình đang học đó. Tức là những cái nhà thuốc ở trong, những cái thuốc ở trong nhà thuốc của mình là phải có hóa đơn đúng không ạ? Thì khi các anh chị mình thấy rằng là mình thẩm định thì nhà thuốc, thì Sở Y tế đó, bất kỳ ai họ cầm cái thuốc lên họ nói là hãy cho tôi xem cái hóa đơn của cái thuốc này đi, thì đó lúc này các anh chị mình có thể mình đưa ra những cái thuốc mà mình, những cái hóa đơn mà mình đã lấy đối với cái thuốc đó ha. Rồi đây là 14 cái điểm không chấp nhận ha, thì các anh chị mình lưu ý giúp cô 14 cái điểm này. Rồi về cái cách chấm tức là nhà thuốc các anh chị mình có đạt GBB hay không, thì bây giờ mình sẽ xem cái cách mà họ chấm như thế nào ha. Tức là bản thân của nhà thuốc mình á, mình sẽ chấm cái bảng checklist này trước. Nếu mà mình thấy rằng nhà thuốc của mình đạt thì lúc này thì mình mới đi nộp hồ sơ lên Sở Y tế để Sở Y tế họ đến, họ đánh giá nhà thuốc các anh chị. Thì đối với Sở Y tế họ cũng sẽ dùng cái bảng checklist này, họ chấm điểm nhà thuốc các anh chị luôn ha. Thì xíu nữa cô sẽ cho các anh chị xem một cái bảng mà thực tế và một cái Sở Y tế họ chấm như thế nào. Rồi đối với ở đây mình sẽ có ba cái trường hợp về phân loại đáp ứng. Thứ nhất là cơ sở đáp ứng GB, tức là đạt GB liền á, là không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận. Tức là mình sẽ có cái 14 cái điểm không chấp nhận thì mình sẽ không có mắc bất cứ một lỗi nào, và đạt từ 90% trên tổng điểm. Tức là cô nói ở đây là 90%, thì hồi nãy các anh chị mình thấy rằng á, điểm chuẩn là 100. Nếu mà đối với những cơ sở mà mình có pha chế, có kho đúng không ạ,
Còn nếu mà đối với những cái cơ sở, những cái nhà thuốc của mình mà không có những cái hoạt động như là pha chế hay là kho thì mình sẽ dưới 100 điểm, thì mình sẽ tính cái phần trăm trên tổng cái điểm đó ha. Rồi chứ không phải là 90 điểm nha. Thứ hai là cơ sở phải báo cáo khắc phục. Rồi, trong trường hợp nào, thứ nhất đó là nhà thuốc sẽ không mắc cái lỗi nào trong 14 cái điểm không chấp nhận. Và ha, các anh chị nhớ ở đây, và đạt từ 80 đến dưới 90% trên tổng điểm. Tức là khi mà nhà thuốc anh chị mình có một số cái lỗi ở trong nhà thuốc, ví dụ như là nhà sở y tế họ yêu cầu các anh chị là à cái trần này tôi thấy là cũng chưa có được lắm ha, phải cần phải sơn sửa lại một tí nữa chẳng hạn, tức là các anh chị mình đã làm rồi nhưng mà người ta cần yêu cầu họ cao hơn một xíu thì người ta có thể yêu cầu các anh chị mình báo cáo khắc phục. Cái báo cáo khắc phục này có thể là các anh chị mình sẽ nộp bằng hình ảnh, mình có thể nộp trực tiếp, nộp online gì đó cho sở y tế khi mà họ yêu cầu ha, thì các anh chị mình phải báo cáo khắc phục thì họ vẫn đã chấm cho các anh chị đạt GB. Sau khi các anh chị mình báo cáo khắc phục xong thì họ bắt đầu họ mới xác nhận là các anh chị đạt GB và họ mới cấp cái giấy chứng nhận đạt GB cũng như là cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các anh chị ha. Rồi cái thứ ba đó là cơ sở không đáp ứng GB, tức là chúng ta bị rớt rồi đó, mình hay nói là rớt á, thì chỉ cần mắc một lỗi thuộc điểm không chấp nhận thôi, tức là có 14 cái điểm không chấp nhận thì mình chỉ cần mắc một một lỗi thôi ha là rớt liền, hoặc là để điểm của chúng ta đạt dưới 80% ha, tức là một trong hai cái điều kiện này thì nhà thuốc chúng ta sẽ rớt. Rồi thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái phần trong cái thông tư 02 này ha. Rồi. Đây là cái phụ lục 22A. Nó nằm ở trong cái thông tư 02/2018 luôn các anh chị. Thì cái phụ lục 22A này nó cũng cô cũng đã để ở trong cái phần tài liệu tham khảo cho các anh chị luôn rồi đó, đối với bài 2 này á ha. Thì các anh chị mình có thể mình tải cái phụ lục 22A này về để mình tham khảo. Rồi cũng như là các anh chị mình sẽ được mang cái phụ lục này mình vào phòng thi ha, với điều kiện là các anh chị không ghi thêm bất cứ một thứ gì ở trong này. Thầy cô sẽ kiểm tra và nếu các anh chị mình ghi vô là mình sẽ không có được mang vào phòng thi luôn ha, thì rất là phí. Rồi thì những cái tài liệu nào các anh chị được mang vào phòng thi, tức là cái số lượng câu hỏi nó cũng khá là nhiều đó, và nếu mà các anh chị không có xem trước ở nhà thì mình sẽ không kịp để mình dở đâu ha. Thì đối với cái phụ lục 22A này á thì đã được cập nhật theo thông tư 12/2020 rồi ha. Rồi một số những cái nào cập nhật thì cô thường cô sẽ bôi vàng lên. Rồi đầu tiên đối với cái bảng checklist đây hay gọi là bảng checklist ha, thì sẽ có cái phần đầu tiên là phần nội dung. Nội dung này á thì các anh chị mình sẽ điền cái tên cơ sở của chúng ta, rồi địa chỉ, rồi tên chủ cơ sở, tên người chịu trách nhiệm chuyên môn là dược sĩ gì đó các anh chị mình ghi ra. Rồi đối với cái mục cuối cùng là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, thì đối với cái mục này á thì sẽ là dành cho những cái nhà thuốc mà mình tái thẩm định ha, thì mình đã có số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trước đó rồi, còn đối với những nhà thuốc mới thì mình để trống. Rồi thứ hai đây là sau đây là những cái tiêu chí ha, đây là những cái tiêu chí mà bản thân nhà thuốc mình sẽ chấm điểm. Rồi cái thứ hai là sở y tế họ cũng sẽ chấm trên cái bảng này luôn ha. Rồi đầu tiên thì có cột số thứ tự, cột thứ hai là cột nội dung, hay là cột từng này là từng cái tiêu chí đó các anh chị ha, từng tiêu chí một. Rồi tham chiếu thì ở trong cái tham chiếu này thì sẽ là ở trên cái phần thông tư 02/2018 thì nó phải sẽ có những cái dòng chữ ha, những cái yêu cầu, rồi chúng ta sẽ tham chiếu lên trên cái phần đó. Rồi điểm chuẩn thì đối với từng tiêu chí sẽ có những cái điểm chuẩn nó phù hợp. Ví dụ hồi nãy cô có nói với các anh chị là điểm chuẩn của từng cái tiêu chí sẽ đi khoảng từ 0.5 đến 2 điểm á, thì đối với cái tiêu chí là 1.1.1 này á thì điểm chuẩn là 2 ha. Rồi có điểm cộng, nếu mà có điểm cộng thì cộng bao nhiêu thì người ta sẽ ghi ở đây luôn. Rồi cột tiếp theo là điểm trừ ha, cột điểm trừ này á thì có thể là người ta ghi trừ bao nhiêu điểm hoặc là để trống. Để trống thì tức là nó không nằm trong điểm trừ, còn ghi trừ ví dụ trừ một thì nếu mà các anh chị mình không đạt tiêu chí đó là không điểm rồi đúng không ạ,
mình còn bị trừ thêm một, tức là mình đang bị âm một điểm ha. Rồi tiếp theo cái điểm không chấp nhận nó cũng sẽ nằm ở trong cái cột điểm trừ này luôn. Thì các anh chị thấy rằng đối với cái mục 1.1.1 này, cái tiêu chí này á, nó nằm, nó thuộc cái điểm không chấp nhận ha. Thì khi mà Sở Y tế họ đến họ thẩm định nhà thuốc mà dược cái người quản lý chuyên môn á không có mặt ha, cái này là có mặt là bắt buộc là phải có mặt ha, còn nếu mà không có mặt á, thì nó sẽ thuộc cái điểm là nhà không chấp nhận này, thì nhà thuốc anh chị sẽ bị rớt luôn ha, rớt GP luôn đó. Rồi còn lại phần này là điểm đạt, đạt bao nhiêu điểm thì người ta sẽ ghi bên này ha, đó điểm chuẩn tức là 2 điểm, nếu mà đạt thì sẽ ghi 2 điểm ở bên này. Rồi phần ghi chú thì đối với ở đây thì sẽ có những cái tiêu chí, thứ nhất là về nhân sự ha, nhân sự thì chiếm 19 điểm ha, nó có tầm 6 cái tiêu chí như vậy. Thì sẽ có những cái tiêu chí là sẽ tương ứng với từng cái số điểm nó khác nhau. Rồi ở đây ví dụ ha, cô ví dụ một cái nữa. Rồi các anh chị mình có thấy có những cái dấu sao đúng không ạ? Những cái dấu sao ở trên cái từng cái tiêu chí. Thì đối với cái dấu sao này á, sẽ dành cho những cái nhà thuốc nào mà chưa triển khai hoạt động, tức là mình mới mở đó, thì mình sẽ chấm vào những cái dấu sao này, chấm điểm cho những cái dấu sao này ha. Rồi thật ra thì đối với cũng tùy vào mỗi sở y tế mỗi tỉnh nữa các anh chị. Thì như cô được biết á, ví dụ như là sẽ có sở họ sẽ chấm điểm như thế này. Đối với cái tiêu chí số 1 này á, các anh chị thấy rằng nó không có dấu sao đúng không ạ? Nó không có đồng nghĩa với việc là à đối với nhà thuốc mình mới mở, mình đang hoạt mình mới hoạt động á, thì khi mà đoàn đánh giá tới đánh giá chúng ta thì chúng ta sẽ không tính cái tiêu chí này. Thì các anh chị thấy như vậy có hợp lý không ạ? À không có hợp lý đúng không ạ? Thì đúng là mình sẽ thấy rằng là cái tiêu chí này không có dấu sao, mà cái dấu sao này họ có ghi ở phần dưới này các anh chị. Đây đây, đối với cơ sở chưa triển khai hoạt động kinh doanh, chỉ đánh giá theo các tiêu chí được đánh dấu sao. À, nhưng mà sẽ có những sở y tế, và thông thường là như vậy luôn ha, họ sẽ thấy rằng là đối với cái tiêu chí mà cái điểm không chấp nhận này nè, nó là tiêu chí mà các anh chị mình phải có vậy đó ha, các chị mình phải làm tiêu chí đương nhiên đó. Đó nên là người ta cũng sẽ chấm những cái tiêu chí này luôn. À, ví dụ như là cái điểm không chấp nhận. Nên là thường đối với những cái nhà thuốc mà mình mới mở, mình có thể là mình sẽ thấy rằng là họ sẽ chấm những cái tiêu chí mà có cái điểm không chấp nhận và cái điểm có dấu sao ha. Thì cái này cũng sẽ tùy ở mỗi sở thôi. Có những sở họ cũng sẽ chấm những cái tiêu chí khác nữa, không có dấu sao mà cũng không có điểm chấp nhận luôn ha. Cái này cũng sẽ tùy thuộc vào cái sự chấm điểm của mỗi sở ha. Rồi thì cái này cô sẽ dạy các anh chị theo đúng những gì, đúng nguyên tắc thôi. Rồi còn thực tế thì mình sẽ linh động. Rồi chứ không phải là khi mà sở y tế họ tới họ chấm điểm thì các anh chị mình nói là không, em được học là chấm những dấu sao đó à, là mình phản đối là không có nên. Cái này tùy thuộc vào mỗi sở nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ thấy ở đây có cái cột điểm cộng với điểm trừ ha. Thì mình xem thử coi, đây là cột điểm cộng ha, điểm chuẩn. Đây là một tham chiếu nè. Cột tiếp theo là cột điểm chuẩn. Cột thứ ba là cột điểm cộng. Thì đối với những cái cơ sở nào mà có từ 2 dược sĩ đại học trở lên á, thì sẽ được cộng 1 điểm ha, tức anh chị được cộng 1 điểm ở đây. Rồi khi mà có điểm cộng như vậy thì sẽ có điểm trừ ha. Đây là những cái điểm màu vàng này, các anh chị sẽ thấy rằng là nó được cập nhật trong cái thông tư 12 đó ha. Có thể là cập nhật về lỗi chính tả cũng có nữa, và câu sao cho nó dễ hiểu hơn ha. Rồi thì đây là điểm trừ, ví dụ đây điểm trừ, cái cột này cột điểm trừ ha. Tất cả nhân viên được huấn luyện để hiểu rõ và thực hiện đúng các nguyên tắc GP. À, có ghi chú ở đây là kiểm tra sự hiểu biết của nhân viên, tức là người ta có thể đặt câu hỏi đối với những cái nhân viên ở trong nhà thuốc của mình để xem là dược sĩ họ có huấn luyện về cái nguyên tắc GP không, có huấn luyện về cái ghi chú về điều kiện bảo quản thuốc chẳng hạn ha. Đó, hoặc là những cái chuyên môn về y dược chẳng hạn, thì người ta có thể là người ta kiểm tra. Và nếu mà người ta thấy rằng là nhân viên của nhà thuốc không có được huấn luyện về cái GP này thì nó sẽ nằm ở trong điểm trừ 1 ha. Tức là nếu mà các anh chị đạt cái tiêu chí này thì sẽ được 1 điểm đúng không ạ? Được 1 điểm. Còn nếu mà mình không được, mình không đạt á ha, thì mình sẽ bị âm 1 điểm. Đó là cái khoản mà điểm trừ ha. Đó. Thì đối với cái phần thông tư, cái phần phụ lục này thì nó như vậy. Đó, thứ hai là đối với cơ sở vật chất thì sẽ chiếm 15 điểm. Nó sẽ tùy vào ở mỗi cái mục sẽ có cái số điểm nó là khác nhau các anh chị ha.
Rồi. Thì ở trong này là một cái bảng chấm, thì các anh chị mình cứ chấm hết cái bảng checklist này thì mình sẽ có được cái số điểm của mình ha, sẽ có được cái tổng điểm của mình, thì sau đó mình sẽ tính là trên từ 90% trên tổng cái điểm đó. Nếu mà mình chấm, bản thân mình chấm mà mình thấy đạt thì tức là nhà thuốc của mình có khả năng đạt GB ha. Rồi thì cô sẽ cho các anh chị mình xem thử một cái bảng chấm điểm của một cái sở ha. Cái này là thực tế luôn ha, cái này là thực tế. Rồi thì đây là một trong những cái bảng được chấm thôi ha. Rồi thì ở đây thì các anh chị thấy rằng là cái bảng này là bảng là đã được đóng màu đỏ ở đây nè đó ha. Thì người ta đây là cái bảng mà đến đoàn đánh giá đến thẩm định nhà thuốc ha, đến thẩm định nhà thuốc. Rồi thì cũng không khác gì cái bảng checklist vừa rồi cô vừa mới đưa cho các anh chị đúng không ạ, người ta cũng lấy cái bảng này thôi đó. Thì người ta ghi đầy đủ các tên cơ sở, ghi đầy đủ hết ha. Còn đối với giấy chứng nhận thì người ta để trống, đây là cái cơ sở lần đầu tiên hoạt động ha, sở này thì sở Đồng Nai ha. Đó thì người ta sẽ chấm điểm ở đây, đây điểm 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 đạt này các anh chị đó, đạt bao nhiêu điểm thì người ta sẽ ghi ở đây đó. Thì cô sẽ nói là có những cái tiêu chí nó không có nằm ở trong cái dấu sao ha, nhưng mà người ta vẫn chấm đó. Thì cái này tùy thuộc ở mỗi sở thôi, cái này mình linh động. Thì sẽ có những cái sở khác họ sẽ không chấm, thì tính ra những cái họ chỉ chấm những cái dấu sao này chỉ khoảng hơn 40 điểm thôi ha. Đó, và sau khi mà họ chấm điểm xong hết tất cả các tiêu chí xong á, chị đợi cô xíu ha, thì họ sẽ tổng điểm ở đây ha. Đây, sau khi chấm tất cả các tiêu chí xong thì ở đây điểm chuẩn của nhà thuốc là bao nhiêu điểm đó. Rồi người ta sẽ tính điểm đạt thực tế ha. Đây, ví dụ nhà thuốc này thì sẽ đạt là 85 điểm ha. Rồi sẽ đâu sau đó thì tính cái tỷ lệ phần trăm, hồi nãy cô có nói là từ 90% trở lên đúng không ạ. Đây thì người ta đối với nhà thuốc này thì đạt 85 điểm ha, trên 91 thì người ta lấy 85 chia 91 nhân 100 ra 93,4%, tức là nhà thuốc này có đạt hay không ạ. À, đạt GB ha. Rồi đây là cái bảng mà sở y tế họ chấm luôn các anh chị ha, sẽ họ gửi ở nhà thuốc đó, họ sẽ để nhà thuốc cho các anh chị mình biết được là nhà thuốc mình đạt những cái điểm nào, không đạt những điểm nào. Rồi hoặc là có những cái điểm nào cần báo cáo khắc phục thì họ sẽ có cái tờ báo cáo khắc phục, thì nhà thuốc mình sẽ phải báo cáo khắc phục xong mình sẽ gửi lên sở y tế ha, họ xác nhận sau đó họ mới cấp cái GB cho mình. Rồi thì vừa rồi thì cô có cho các anh chị mình giới thiệu mình cái phụ lục 2A cũng như là cho mình xem một cái bảng checklist ở đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ để hiểu rõ hơn thì mình làm bài tập ha, mình sẽ làm bài tập trong cái trong phần chương 1 bài 2 ha. Các anh chị mình sẽ làm bài tập trong phần này cho nó rõ hơn. Để bây giờ thì cô, sau khi mà cô hướng dẫn cho các anh chị rồi thì bây giờ mình sẽ xem một cái nhà thuốc ha, mình sẽ xem một cái nhà thuốc tiếp theo của chị Ý Nhi ha, để mình xem thử coi là đối với nhà thuốc của mình á thì mình có thể chấm những cái tiêu chí nào trong nhà thuốc của mình, thì có thể là đạt những cái tiêu chí nào ở trong cái bảng checklist này ha. Rồi thì bây giờ cô sẽ ngừng share ha. Thầy Diện ơi, thầy Diện có muốn là không có record cái đoạn này không, hay là mình record rồi mình cắt đi ạ? Chắc để stop thì co đi. Recording stopped. Cô quay từ bên ngoài quay vô rồi cô. Đúng rồi, theo cô thì mình nên chiếu từ cái bên ngoài, tức là từ biển hiệu rồi mình quay vô, để cho tức là từ cái tổng quát đến cái chi tiết thì nó sẽ dễ quan sát hơn. Dạ, đây bảng hiệu của em. Đường em vắng tanh luôn. Ồ, mình mở ra ngay đường quốc lộ luôn hả ta? Tỉnh lộ 19 cô, mà mấy ngày nay vắng lắm, không có ai đi đường hết. Tình hình chung, tình hình chung. Dạ, đây quầy thuốc Khánh Đoan ạ. À.
còn cái này là phía trước. Tình hình dịch là em gắn thêm hai cái kiếm ở ngay chỗ tiếp xúc với bệnh nhân mà. À, khi mà em giới thiệu một chút, khi mà bệnh nhân vô mua thuốc xong rồi về đó thì em có vài câu là ở trên cái biển hiệu mà để quay ngược để vô là tư vấn hiệu quả dùng thuốc an toàn giá cả hợp lý. À, kế đến là nếu như nếu quý khách hài lòng xin hãy nói với người khác, còn nếu quý khách chưa hài lòng xin hãy nói với Khánh Đoan. Chị Nhi ơi, chị Nhi quảng cáo đủ rồi chị Nhi. Giới thiệu cho đủ luôn. Đây cái cửa đi vô của em. Đây sát khuẩn dành cho mùa dịch. Đây là bàn tư vấn của em ạ. Bàn tư vấn bình chữa cháy. Khu vực này em tư vấn bệnh nhân. Đây là tủ thực phẩm chức năng. Sản phẩm này không phải là thuốc. Đây em trưng bày thực phẩm chức năng. Bên cái phần mỹ phẩm của em cũng có là sản phẩm này không phải là thuốc. Rồi kế đến là thuốc từ thảo dược. Kế đến là thuốc không kê đơn. Đây cũng là phần thuốc không kê đơn ạ. Còn thuốc kê đơn của em thì có ít lắm. Đây là thuốc kê đơn. Bên đây là dụng cụ y tế. Cũng có cái nhãn là sản phẩm này không phải là thuốc. Máy điều hòa. Nhiệt ẩm kế này là lúc trước. Còn sau này là em xài cái nhiệt ẩm kế này. Nhiệt ẩm kế tự ghi. À, đây là khu vực để em cạch thuốc. Đây là tủ cái ngăn em ra thuốc lẻ. Còn đây là tủ thuốc điện tử của em. Máy tính, máy in. Trong mùa dịch thì em thiết kế thêm cái quạt để quạt nó ra. Hồi xưa thì em có thêm cái bảng giá, nhưng mà sau này thì bấm giá lên trên mỗi sản phẩm luôn. Em dẫn thằng Teo cái bảng giá ở đây. Rồi nhà thuốc em chỉ có nhiêu đó thôi cô ơi. Mình là tỉnh lộ 19 là thuộc tỉnh nào ta? Tỉnh Tây Ninh luôn cô. Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Dạ, em ở trong tỉnh lộ 19, ở gần khu công nghiệp Phước Đông đó cô. Vậy là nhà thuốc của mình sẽ là gần với khu công nghiệp. Dạ. Quầy thuốc của chị là mở được bao lâu rồi chị ha? Dạ em mở cũng tầm khoảng gần 10 năm rồi cô. Ồ, gần 10 năm. Dạ. Quầy thuốc của chị rất là rộng ha. Ở trầm ở trên đó đó cô ơi. Các anh chị ở đây thì mình đã có kinh nghiệm ha. Thì mình đây là một cái lợi thế nữa là sau này khi các anh chị mình làm bài tập nhóm về cái kế hoạch mở nhà thuốc thì sẽ rất là ưu thế luôn ha, sẽ rất là ưu thế. Rồi thì các anh chị mình ở trong mình đang theo dõi đó, mình có thấy mình muốn chiếu cái phần nào của nhà thuốc không, muốn đặt câu hỏi gì đó về sau khi mà mình đã học xong cái phần lý thuyết của bài ngày hôm nay rồi, thì mình có muốn xem cái phần nào hoặc là đặt câu hỏi gì với nhà thuốc chị không, Khánh Đoan ha? So với những phần lý thuyết mình học thì như thế nào ạ? Tức là mình nhận xét, mình sẽ nhận xét thử. Bây giờ chủ của quầy thuốc để mình nhận xét thử coi, đối với những gì mà mình vừa mới học, chẳng hạn mình vừa mới được hướng dẫn theo đúng nguyên tắc á, thì nhà thuốc của mình có thể là đạt khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Mình thấy cái điểm nào mà nhà thuốc của mình có cần phải khắc phục không ở thời điểm hiện tại nè? Không có quay cái kho giấu thuốc thôi. Người ta không có kho, người ta chân lên đây hết rồi. Chị trữ suối cam chị giữ rồi chị Nhi. Trời
Trời ơi, cái lúc đặt hàng á thì không giao, tới chừng quỷ đơn thì không chịu quỷ, tới lúc giao quá trời luôn. Ồ, đang mấy này đang sốt nha, đang sốt. Nhưng mà không sao, bán được từ được. Chia đi Nhi ơi, chia đi. Đây, gửi lên cho, còn nữa à, chưa về á. Gửi cho mớ đi. Em không có đang bán được Nhi ơi. Bây giờ đẹp mà. Không phải là mua bán rồi, chơi luôn rồi. Giảm đau họ sốt quá trời luôn nè. Trời ơi, vậy chia bớt mớ thôi. Ê, cho cô hỏi với dạ, quầy thuốc của mình có bán thuốc kiểm soát đặc biệt không chị? Dạ không cô, tại vì em vẫn còn là quầy, em không có đăng ký thôi. À thật ra quầy bây giờ mình vẫn đăng ký được rồi đó chị. Đăng ký dạ. Mình là mình tại... thẩm định lần gần đây nhất là bao lâu rồi chị? Dạ em mới thẩm định xong, mới vừa có giấy. À mới vừa có giấy luôn. Mà dạ. Mình không có đăng ký cái thuốc kiểm soát đặc biệt hả? Dạ không, em không có đăng ký. Nó có chừng em đâu. Thật ra bây giờ thông thường là kể cả quầy thuốc cũng vậy ha, người ta cũng khuyến khích là để đăng ký. Còn cái việc mà mình bán hay không đó là việc của mình. Còn... cô để bán lén đi cô ơi. Cái này là hoàn toàn là mình chỉ học trên lớp thôi ha, mình nghe thôi. Anh miền số 7 nha. Còn thì cô luôn luôn hướng dẫn các anh chị theo đúng nguyên tắc thôi. Thì các anh chị mình ở nhà thuốc đó, mình có muốn nhận xét gì về nhà thuốc của chị Ý Nhi không? Em thấy thuốc không có quá đơn không cô ơi. Ví dụ cho cô xem cái thử cái khu vực mà mình để những cái giấy tờ hồ sơ coi. Có dạ. Không? Có cô. Có quá đơn không Nhi? Có quá đơn. Trời ơi, hàng ta, hàng quản lý thị trường giao đàng hoàng á, chứ không phải hàng tập bậy đâu. Hôm nào bán kỹ lên em coi. Quản lý thị trường giao là ok lắm ạ. Nhà thuốc mình nằm ngay ngoài mặt đường này là rất hay được để ý đúng không? Thì đúng rồi cô. Lần nào đi em cũng bị dính trưởng hết. Được đó, cô ơi. Giấy tờ thì em để từng tệp hồ sơ. Em để từng tệp, em vô từng tệp vậy nè. Là giấy quá đơn thì em để riêng một tệp. Và quá đơn. Rồi giấy tờ nhà thuốc thì em để đi một sách. Có kiểm tra mình lấy nó cũng nhanh đó cô. Còn mấy cái sổ sách thì nói chung mới thẩm định xong thì cũng đầy đủ hết. Tài liệu cập nhật kiến thức được, em đầy đủ hết. Nhật kế nữa, nhật kế đâu? Có, nhật kế hôm nãy em giới thiệu rồi mà. Tiền nhà thuốc của mình có. Ngoài tra cứu thì em cũng có mấy cái quyển min nè. Nhưng mà thường em tra cứu trên mạng. Đúng rồi, thường bây giờ các anh chị mình sẽ tra cứu trên mạng nó nhanh hơn. Nhà thuốc của mình có bán insulin không chị? Có bán... Dạ không cô, tại vì thường cái đó là người ta mua ở bệnh viện không mà cô ơi, người ta ít có mua ở nhà thuốc đó. Tại vì theo đơn của bác sĩ mà. Thêm một nhân viên chưa có gia đình nữa này nha mấy bạn. Tủ tiền để đâu chị Nhi ơi? Tủ tiền cắt kín rồi. Vậy là nhà thuốc ở quầy thuốc của mình sẽ không có tủ lạnh đúng không chị? Dạ không cô. Yeah, không có tủ lạnh. À, có một chị hỏi là có cần ngăn tủ hàng cận hạn dùng không cô? Những nhà thuốc của mình đây có hay không ạ? Cận hạn dùng là phần mềm của quản lý phần mềm sẽ báo lên và mình sẽ xử lý trước khi hết hạn, chứ đâu để có hết hạn đâu cô. Nó báo khoảng bao lâu thì nó sẽ báo chị, tức là cận hạn mấy tháng? Tùy theo phần mềm cài đó cô. Ví dụ như mình cài trước đó 1 tháng hoặc trước đó 3 tháng thì gần tới đó thì nó sẽ báo cho mình. Còn nếu như mà hết hạn hoặc là thuốc có vấn đề gì đó thì mình sẽ bỏ vô ngăn thuốc là ngăn biệt trữ rồi mình sẽ báo cáo về phòng xử lý sau. Đó là đúng nguyên tắc đúng không? Dạ. Còn thực tế thì sao? Thực tế là em không có hết hạn. À, khi mà báo là em sẽ giải quyết trước khi hết hạn hết. Đó là một cái ưu điểm mà khi mà các anh chị mình có những cái phần mềm trong trong nhà thuốc ha,
hết nghe cô nói luôn rồi. Các cô Ngọc Anh bị lỗi mạng rồi. Ôi không sao. Bây giờ các bạn sẽ làm bài tập đi ạ. Mình không thể mình nhớ được. Nên là nên là thường anh chị mình sẽ dùng cái phần mềm GB á. Thì sao? Thì nó sẽ báo. Cái đó giờ đó cái ho là bán lén cho nó nghe. Cái bữa nay là cũng là bán thuốc ho luôn. À, thầy Diện có muốn tìm hiểu thêm về nhà thuốc hay là muốn đặt câu hỏi thì cho các anh chị không ạ? Vậy được rồi, cô Ngọc Anh ơi. Bây giờ cho rồi. Sinh viên làm bài tập thôi. Dạ, vậy mà là. Rồi, vậy bây giờ các anh chị mình sẽ làm bài tập ha. Bài tập trên trang học dược. Mình sẽ mở chương chương 1, bài 2, bài xây dựng nhà thuốc GP ra mình làm bài tập. Ha. À, các bạn sẽ tiến hành làm bài tập nhé. À, các bạn sẽ có khoảng 20 phút để làm bài tập. Sau khi các bạn làm xong bài tập thì sau làm bài tập xong thì sẽ có hướng dẫn trên đó luôn á. Rồi sau đó chúng ta sẽ có 10 câu hỏi trên PG. Sẽ các bạn sẽ cùng nhau làm. À, 3 điểm cao nhất thì bộ môn sẽ xem xét về việc cộng điểm giữa kỳ cho các bạn ha. Nên là các bạn sẽ tiến hành các bạn làm bài tập. Nghị định 117 ha, trong phần giải thích thôi. Còn cái câu đáp án trả lời thì không có gì sai hết. Câu số 20. Rồi, các anh chị muốn cô sửa câu nào không? Để cô sửa cho các anh chị. Còn không thì mình sẽ tới cái phần tiếp theo. Thì trong cái phần mà các anh chị mình làm quiz á, giống như là mình làm trắc nghiệm này thôi. Thì nó giống như cả hút đó các anh chị. Thì trong cái phần đó thì các anh chị mình sẽ được giải thích từng câu luôn. Thì trong câu hỏi trước là trong 22 câu này các anh chị muốn cô giải đáp về câu nào không? Cô cái bảng checklist đấy nãy em không có biết là cô mở ở đâu, tại vì em cái tài liệu ở trên đấy em mở mấy cái thông tư thôi, không biết thấy cái bảng checklist. À đây, cái bảng checklist đó thì nằm ở trong phần tài liệu tham khảo của bài 2 chương 1, là cái bài mà các anh chị mình đang làm bài tập nè. Thì trong phần tài liệu tham khảo là có cái phụ lục 2 luôn đó, nó ghi là phụ lục 22A. Còn nếu mà không nữa thì các anh chị có thể là kéo xuống dưới cùng của cái thông tư 02 luôn. Thì cái này nó nằm ở phần dưới cùng của thông tư 02 á. Phụ lục này thường đi, sẽ đi đi kèm cùng với cái thông tư. Dạ em mở được rồi. Rồi vậy trong bài này các anh chị mình có hỏi câu nào không? Không thì mình sẽ tới cái phần tiếp theo. Đọc thì các anh chị mình nhớ là đối với môn nào thì cô không biết, nhưng đối với môn này các anh chị mình nên đọc kỹ ha, nhất là những cái câu mà ví dụ như là câu 20 đi, là nhà thuốc không được phép bán những thuốc nào dưới đây nhưng mà ngoại trừ, tức là sao các anh chị? Tức là có được bán hay không? Được bán à? À vậy là được bán, đúng không ạ? Được bán ha. Đó, như những cái thuốc ví dụ thuốc A đi, thuốc hiếm, thuốc có nhu cầu, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt, là mình có được bán không? Thuốc hiếm là thuốc gì, đúng không? Là không được. Ở trong bệnh viện rồi. Đúng rồi, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng là càng không được ha, là thuốc hết hạn dùng. Rồi thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ là không được. Còn ở nhà thuốc của mình hoàn toàn có thể bán được những cái thuốc điều trị rối loạn tâm thần ha, thuốc điều trị ung thư, thì những cái nhà thuốc mở gần với bệnh viện ung bướu chẳng hạn đi ha, hoặc là những bệnh viện tâm thần, thì các anh chị mình hoàn toàn mình có thể bán những cái thuốc này. Và thường những cái thuốc này là đa số là thuốc kê đơn nha. Ha. Đó. À, thì đối với bài này thì mình đọc kỹ từng cái thông tư thôi. Thì đối với cái câu ví dụ câu 22 thì các anh chị thấy rằng là mình có nhắc tới một cái thông tư, đúng không ạ? Thông tư về thuốc gây nghiện ha, thuốc phải kiểm soát đặc biệt đó. Thì có thông tư 20/2017 ha, thì các anh chị nhớ lưu ý cái đối với cái thông tư này. Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ các anh chị mình có mặt hết ha, cô sẽ cho các anh chị mình chơi game mình có điểm cộng ha, mình cũng như là mình ôn bài lại luôn. Rồi, các anh chị mình sẽ vào trong cái đường link cô gửi. Các anh chị mình vào chữ John May Quiz, John May Quiz. Rồi, không biết các anh chị mình đã tham gia cái này. Rồi, hiện tại là có 38 người ha, 38 người. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm bài. Thì các anh chị mình sẽ chọn đáp án trên cái màn hình điện thoại hoặc là máy tính của mình. Nếu đối với những câu hỏi nào mà có một đáp án thì nó không có cái chữ mà phải bấm trả lời hoặc cái chữ submit đối với tiếng Anh,
thì thôi. Còn nếu mà đối với những cái đáp án mà có nhiều câu trả lời, tức là các anh chị có thể chọn nhiều đáp án á, thì các anh chị mình sẽ sau khi mình chọn xong thì mình bấm cái chữ submit hoặc là bấm cái chữ trả lời gì đó ha, ở bên góc phải của màn hình đó. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Rồi xem câu hỏi trên màn hình của các anh chị á ha. Rồi câu đầu tiên, thông tư quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ hiện nay là thông tư nào ạ? Rồi nó quay không luôn cô ơi. Vậy là do mẹ của mình không ổn định đúng không? Rồi, các anh chị thấy trên màn hình là có hầu hết là các anh chị đều trả lời đúng ha. 30 câu trả lời là thông tư 02/2018. Rồi, hai người vẫn trả lời thông tư 22/2011. Rồi có 5 người trả lời thông tư 20/2020. Rồi alo thầy Diện ạ, thầy Diện ơi. Rồi ok ha. Thì đối với câu số 1 này thì các bạn thấy là không có gì khó khăn đúng không ạ? Bảy người trả lời sai, 5 bạn chọn thông tư 20/2020/TT-BAT. Bài đối với câu này đây là gọi là câu gỡ điểm cho các bạn nhé. Thì các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ hiện nay là thông tư 02/2018/TT-BAT. Nếu mà có câu hỏi là thông tư nào mà về cơ sở bán lẻ mà có sửa đổi một bổ sung một số điều của thông tư 02/2018 thì các bạn có nhớ là thông tư bao nhiêu không ạ? 12/2020/TT-BAT. Còn thông tư mấy thông tư bên dưới á, thực ra là mấy thông tư kia ra không có đâu. Thông tư 22/2011/TT-BAT á thì đó là thông tư liên quan đến bệnh viện. Tổ chức hoạt động của khoa dược bệnh viện. Hai cái thông tư đoạn sau thì tôi chế số thôi. Thông tư 07 thì có một cái thông tư 07 mà liên quan đến nhà thuốc là thông tư 07/2017/TT-BAT. Thông tư 07 này là thông tư về thuốc không kê đơn. Và thông tư 20/2017/TT-BAT là danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt. Thì hai cái thông tư này là hai cái văn bản mà các bạn cũng sẽ cần quan tâm trong cái phần nhà thuốc ha. Rồi cô Ngọc Anh cho câu thứ hai đi ạ. Rồi chúng ta đến câu thứ hai ha. SOP nào bắt buộc phải có tại nhà thuốc? Có thể chọn nhiều đáp án ha. Rồi đọc cho kỹ nha các anh chị. Khi chọn xong nhớ bấm nút submit ha. Mình gửi câu trả lời. Nhưng cô vẫn chưa thấy ai trả lời hết hả? Hết giờ rồi. Nó quay vòng vòng quay cuồng. Chị Lê Thị Hiếu ha, Lê Thị Hiếu. Đối với câu này thì chưa có ai trả lời hết. Cô không hiểu tại sao ta? Do các chị mình... câu này các bạn để ý này nè. Là khi mà các bạn có trả lời rồi. Có trả lời mà nó quay không? Có, nó để correct luôn rồi nè cô. Cái máy em có correct mà. Sao nó không thấy cái hiện? Nó hiện lên đó chứ em trả lời đúng rồi nè. Rồi ok, tôi nhìn thấy rồi. Là lớp mình là có 11 bạn trả lời đúng và 26 bạn trả lời sai câu này. Thì đối với cái câu về bảng checklist này thì các bạn để ý này. Cái câu này là hỏi SOP bắt buộc phải có. Nếu các bạn nào mà nhớ được đáp án thì dễ rồi, đúng không ạ? Nhưng nếu bạn nào mà không nhớ được là SOP ở nhà thuốc cần những SOP nào thì chúng ta làm gì ạ?
các bạn mở cái bảng checklist ra, đúng không? Trong cái bảng checklist, cái phần hồ sơ tài liệu á, nó có một cái đoạn là phải bắt buộc có những SOP sau, tối thiểu phải có những SOP sau nó liệt kê ra, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ mở cái phần checklist ra, các bạn xem là SOP nào nằm trong cái danh sách mà SOP bắt buộc phải có thì các bạn sẽ chọn vậy thôi. Nè, thì lúc này chúng ta sẽ có tất cả là 3 câu trả lời đúng lận, đúng không ạ? Cái đề này là có tới 3 câu trả lời đúng lận. Chỉ có duy nhất cái quy trình ra lẻ thuốc là không bắt buộc phải có tại nhà thuốc thôi. Còn lại thì đều phải bắt buộc phải có. Thực ra nếu mà bạn nào mà ở nhà thuốc mà làm thêm cái quy trình ra lẻ thuốc thì vẫn được ha. Những quy trình kia là không có, không được thôi. Ở quy trình ra lẻ thuốc thì các bạn có thể lập thêm ha. Rồi câu số 3 đi ạ, cô Ngọc Anh. À, đối với cái phần mà SOP mà quy định bắt buộc, các anh chị mình có thể xem trong đây ha, năm cái mục 5.4 này là những cái SOP mà có đánh dấu sao đây nè, là những cái SOP mà bắt buộc ha. Đó, mình nếu mà mình không nhớ thì mình có thể mở ở đây ra. Rồi mình tiếp tục câu tiếp theo ha. Và câu tiếp theo, trong checklist kiểm tra nhà thuốc, cơ sở vật chất chiếm bao nhiêu điểm? À, câu này các anh chị có thể chọn bằng đáp án trắc nghiệm ha. Em chọn rồi mà nó cứ quay ta. Cô ơi, không bấm được cô ạ. Sao vậy? Mạng mạnh luôn cô, đâu có rớt sóng này mà cô. Rồi hết giờ. Ủa, nó chào báo lỗi chị. Gì vậy cô ơi? Em chọn từ sớm nó dẫn qua. Nó báo lỗi gì sao mà? Ồ, cái này cô không biết rồi. Đây mình có thể thấy được là ai đứng đầu ha. À, đang đứng đầu. Rồi có 10 câu này thì hình như có nhiều bạn chưa trả lời. Không, trả lời biết rồi. Trời ơi, đi ra, trả lời rồi. Cái 10 câu đó, trả lời 3 câu rồi con đi rồi chút khác. Cái câu này làm sao để làm à? 1 giờ chưa làm. Dễ làm không? Lật cái bảng chết đi ra. Đâu khác đây, con đứng này không có làm được. Theo cái mục cơ sở chất, ghi có bao điểm, chọn mấy cái điểm. Đúng không ạ? 15 điểm. 15 điểm. Câu này rất dễ. Có thể đi thi sẽ hỏi những câu kiểu như thế này. Và sửa lại cơ sở vật chất, sửa thành trang thiết bị, sửa thành nhân sự, sửa thành hồ sơ, sổ sách cái gì đó. Thì lúc này các bạn sẽ xem cái bảng chữ list nha. Và các bạn sẽ xem ở ngay cái dòng đầu tiên nó ghi cho các bạn số điểm rồi. Đừng ai bắt đầu là mở phần cơ sở vật chất ra rồi cộng mà lấy máy tính cộng nha. Lấy máy tính cộng là hết giờ đó. À, đó, các bạn nhìn này. Ví dụ tôi hỏi cô Hồng Anh lôi lên phần cơ sở vật chất đi. Đi nấu cơm, nấu nước cho nhỏ ăn. Đó, cơ sở vật chất là chiếm 15 điểm luôn. Thế lúc này tôi có thể hỏi là phần cơ sở vật chất chiếm bao điểm thì các bạn không biết được. Hoặc nếu mà cho dù tôi hỏi thêm, tôi bây giờ nếu mà nhà thuốc có môi trường riêng biệt hoàn toàn thì điểm như nào, các bạn cũng hoàn toàn có thể tra trong bảng checklist đúng không? Thì lúc này các bạn phải xác định xem là cái câu hỏi đó, cái nội dung đó sẽ nằm ở mục nào, sẽ nằm ở mục nhân sự hay mục cơ sở vật chất hay mục hồ sơ tài liệu, thì tùy từng mục khác nhau sau đó các bạn mới vào các bạn đọc. Chứ các bạn đừng đọc hết từ đầu đến cuối bằng checklist, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào có thời gian đủ để các bạn đọc toàn bộ checklist cho từng câu hỏi nữa nhé. Đó, nếu bây giờ tôi hỏi bất kỳ ý nào trong đây có bao điểm thì các bạn chỉ cần xác định được là nó trong phần cơ sở chất hay trong phần nhân sự hay trong phần nào, xác định được các bạn sẽ chọn điểm thôi. À, lấy cái này các bạn không cần thiết phải nhớ hết điểm này, và các bạn có thể mở bằng checklist ra để các bạn tra cứu biết tra đâu là được. Rồi câu tiếp theo, câu số 4 ạ. Mình sẽ có 10 câu thôi các anh chị. Mình có khả năng gỡ điểm rất cao ha. Có 5 bạn là đúng 3 trên 3 câu này. Nhiệt độ của nhà thuốc không được quá bao nhiêu ạ? Mình còn 10 giây. Em không thấy gì cô ơi. Có thể là sẽ một số bạn sẽ gặp sự cố do cái hệ thống máy tính của mình nhá, hệ thống mạng của mình nữa, nên là thôi nếu mà bạn nào có mạng có vấn đề mà không trả lời câu nào thì các bạn cũng thông cảm nhé. Rồi vẫn đứng đầu bạn là chị
Không lấy cô mà bao nhiêu bạn cũng cập nhật rồi. Vẫn có, hiện nay vẫn đang có 5 bạn trả lời đúng cả 4 trên 4 câu nhé. Câu này có gì khó không ạ? Câu này ai trả lời sai là về xem lại nội dung tài liệu nhé. Và câu này có cần tra checklist không ạ? Câu này thực ra trong checklist có luôn. Nhưng nếu bạn nào mà để câu này mà phải tra checklist là bạn sẽ không làm kịp đâu nha. Cái câu này yêu cầu về nhiệt độ là không được quá 3 độ C. Nếu bây giờ đề không hỏi về yêu cầu nhiệt độ, hỏi yêu cầu độ ẩm thì không có bao nhiêu ạ? 75. Không quá 75% nhớ nhé. Và nếu không độ ẩm là không có 75% nha. Nhiều bạn là nhớ kiểu gì thì không có 75 độ C là không đúng nha. Rồi mình đến câu tiếp theo ha. Thiết bị nào dưới đây phải có tại nhà thuốc? À, có thể chọn nhiều phương án. À. Rồi, bên em nó đứng luôn rồi. Sao cô? Nó chạy nữa rồi. Cái này là cô không thể nào giúp đỡ được các anh chị rồi. Bạn nào mà đứng do mất mạng hay do vấn đề gì đó đại loại vậy thôi chấp nhận thôi, chứ bây giờ cũng không thể nào mà xử lý được các bạn. Ví dụ máy tính ở trong trường thì còn xử lý được, chứ máy tính ở nhà thì khó lắm. Rồi hết giờ. Ôi sao. Ôi chị Mỹ Nhanh mà đang đứng đầu ha. Dư cái tủ lạnh rồi cô ơi. Thiết bị nào dưới đây phải có tại nhà thuốc? À, tivi. Tivi có phải có không? Không à. Nhưng mà nếu bạn nào mà có sắm tivi ở nhà thuốc cũng được. Sắm tivi, một cho khách hàng coi tivi, hai là để sắm tivi để mình có thể chiếu các cái bài quảng cáo thuốc. À, một số công ty có thể là sẽ gửi cho mình những cái quảng cáo thuốc để mình sắm tivi để mình chạy quảng cáo thuốc cho công ty cũng được. Tủ lạnh. Có tới 20 bạn chọn tủ lạnh. Tủ lạnh chỉ bắt buộc phải có nếu chúng ta trang bị thuốc bảo quản, à, chúng ta cần có thuốc bán thuốc bảo quản lạnh thôi. Nếu chúng ta không bán thuốc bảo quản lạnh, chúng ta không cần tủ lạnh. À, thế nên đối với đa phần các nhà thuốc thì thực ra lại cũng không bán insulin hay những cái thuốc đại loại như vậy. Nên là chúng ta cũng không cần thiết phải có tủ lạnh nha. Đương nhiên không bán có thì vẫn được, không sao hết. Nhưng mà đây không phải là phải có. Ở đây chỉ có hai cái là phải có tại nhà thuốc. Một là máy vi tính. Hiện nay bắt buộc các nhà thuốc phải có máy tính. Máy laptop cũng được, máy bàn cũng được, nhưng phải có. Và máy tính đó phải có mạng internet nhé, chứ không phải là máy tính không. Và cái thứ hai là nhiệt ẩm ghế tự ghi, chúng ta cũng bắt buộc phải có tại nhà thuốc. À, rồi câu tiếp theo ạ. Các anh chị mình nhớ là hồi nãy nhà thuốc của hai chị đó, cũng mình cũng không có thấy cái tủ lạnh nào hết, đúng không ạ? Không thấy tủ lạnh. Và cái tủ lạnh này nếu mà để thuốc thì các anh chị chỉ dùng với mục đích là để những cái sản phẩm thuốc thôi ha, mình bán những cái sản phẩm nào tại nhà thuốc thôi chứ không dùng để đựng đồ ăn gì hết nha, để riêng ha. Rồi mình đến với câu tiếp theo. Các nội dung nào dưới đây là điểm không chấp nhận nếu nhà thuốc vi phạm? Có thể chọn nhiều đáp án ha. Rồi, còn 5 giây. Rồi, những câu này các anh chị không kịp đúng không? Không kịp. À, chị Mỹ Nhân vẫn đang dẫn đầu ha. Rồi, câu này thấy các bạn hình như đáp án nào cũng chọn tương đối đều nhau. Số người chọn tương đối đều ha. Và cũng có khá là nhiều bạn, 12 bạn chọn sai. Điểm không chấp nhận. Câu ý A phải là thuốc được lưu hành à? Sao đây? Tôi không nhìn thấy hết câu hỏi của cô Hồ Anh đó. Thuốc được lưu hành hợp pháp à? Rồi, câu B có lưu hóa đơn mua hàng hợp lệ. Có không à? Có ha. Câu C phải quản lý mua bán thuốc kiểm soát đặc biệt đúng quy chế. Câu D có tiến hành kiểm tra chất lượng thuốc định kỳ hoặc đột xuất. Thực ra câu này nếu bạn nào nhớ được thì tốt, và tôi khuyến khích đối với câu này các bạn nên nhớ
danh sách các điểm không chấp nhận. Nếu các bạn không nhớ thời gian tra cứu câu này rất lâu, nhưng nếu mà các bạn nhớ mà không nhớ hoàn toàn, không nhớ hết được á, thì các bạn có thể là những câu nào các bạn nghi ngờ các bạn kiểm tra lại checklist. À, checklist nếu mà điểm nào không chấp nhận nó sẽ ghi rõ cho chúng ta đó là điểm không chấp nhận. Và những điểm không chấp nhận nếu chúng ta vi phạm thì ngay lập tức chúng ta bị đánh giá không đạt, được chưa? Thì lúc này những cái ba cái điểm đầu tiên sẽ là nằm, nó sẽ có chữ là điểm không chấp nhận. À, thì các bạn sẽ mở checklist cho các bạn kiểm tra. Nhưng câu này tôi không khuyến khích các bạn hoàn toàn dựa vào checklist, bởi vì nếu các bạn hoàn toàn dựa vào checklist các bạn sẽ không thể làm kịp câu này. À, các bạn nên nhớ trước chỉ có là kiểm tra lại checklist cho những cái ý nào các bạn phân vân thôi. Rồi câu số 7. Rồi mình đến với câu tiếp theo các chị ha. Hiện nay một số nội dung của thông tư 02/2018 đã được sửa đổi bởi thông tư nào? À, cái này cô đã sửa thành trắc nghiệm cho các chị dễ chọn rồi ha. Cái này lúc đầu thầy có nhắc các anh chị đó. Rồi ok, câu này tới 14 bạn trả lời sai. Có bạn nào trả lời tôi biết là thông tư 20 và chúng ta cũng không có thông tư này. À, rồi, cái thông tư 12/2020 sẽ TTBT. Lúc đấy ngay câu đầu tiên về thông tư 02 tôi đã có nói cho các bạn rồi. Đấy, bạn nào nghe giải thích các bạn sẽ làm đúng câu này ha. Đó là thông tư 12/2020 sẽ TTBT. Đối với những cái số thông tư này thì các bạn bắt buộc các bạn phải nhớ thôi, không có một biện pháp nào khác. Nhưng mà cái này thì cũng tương đối dễ nhớ. Chúng ta sẽ có một là đối với GDP thì một là 02/2018, hai là 12/2020. Nhớ cả số thông tư và nhớ cả số năm nhé. Bây giờ tôi đưa một cái đề 12/2019, 12/2020, 12/2021 chẳng hạn. Thì lúc này các bạn phải nhớ thêm cả số năm để các bạn mới chọn đúng được ha. Cái việc này là cần thiết nha các anh chị, bởi vì bản thân các anh chị mình làm ở nhà thuốc á, mình cũng phải cần phải cập nhật những cái thông tư này nữa ha. Rồi, và đã có 14 người, 15 người trả lời không đúng ha. Rồi bây giờ mình đến với câu tiếp theo. Sản phẩm nào dưới đây phải xin phép Sở Y tế để được bán tại nhà thuốc? Cái này trong bài giảng tôi đã nói với các anh chị rồi ha. Vẫn chưa có sự thay đổi gì. Hình như bảng điểm của cô Ngọc Anh nó đang bị lỗi sao? À, mạng nhà cô nó cũng có vấn đề nữa các anh chị. Nên là nó bị lót chậm. Rồi. Ở đây thì mình có thấy 33 câu trả lời đúng ha. Câu này thì quá dễ rồi ha. Câu này thì quá dễ rồi. Rồi, không có gì, bạn câu này có 5 bạn trả lời sai là phải xem lại nè. Thuốc kê đơn. Thuốc kê đơn thực ra là bây giờ các bạn đã mở nhà thuốc thì các bạn sẽ phải bán thuốc kê đơn thôi. À, thậm chí các bạn mở quầy thuốc các bạn vẫn được bán thuốc kê đơn bình thường, không có chuyện không được kê đơn ha.
Rồi, thuốc nhập khẩu hay đường sách tay thì sao? Theo các bạn thì thuốc nhập khẩu đường sách tay thì sao? Không được bán thầy. Được bán. Cái này là khỏi cần xin phép luôn, bởi vì xin phép không có ai cấp phép cả. Đúng không? Thuốc chúng ta phải bán thuốc có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Chúng ta không được bán thuốc sách tay. Thì là chuyện đương nhiên. Thế nên các bạn không cần phải xin phép, vì không ai cấp phép hết. Rồi câu số 9 á. Rồi mình sắp tới những câu cuối cùng rồi nha. Câu số 9. Nhân viên bán thuốc tại nhà thuốc cần phải có bằng gì? Các anh chị có thể chọn nhiều đáp án ha. Đây là hỏi về các loại bằng cấp ha. Còn 4 giây ạ. Rồi hết giờ. Rồi vẫn chưa có sự thay đổi gì về thứ hạng của ba người đầu tiên hết. Rồi ok. Câu này thì nãy tôi có nhấn mạnh lại trong slide rồi. Yêu cầu tối thiểu tại nhà thuốc, nhân viên phải có bằng dược sĩ trung học. Đó, nhưng mà đó là tối thiểu. Tên bằng dược sĩ trung học vẫn bán được bình thường. Dược sĩ đại học, thạc sĩ dược học, tiến sĩ dược học thì vẫn bán được nhà thuốc bình thường. Thế nên các bạn sẽ thấy là những bằng cấp nào từ dược sĩ trung học trở lên thì sẽ được bán tại nhà thuốc. Nếu mà hỏi đến quầy thuốc thì chúng ta sẽ có dược tá nữa. Nhưng mà môn này chúng ta sẽ chỉ nói về nhà thuốc thôi, nên chúng ta sẽ không hỏi về quầy thuốc, nên dược tá sẽ không được tính ở đây. Rồi còn một câu cuối cùng nữa là xong rồi nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng ha. Câu quyết định xem ai sẽ, ba bạn có điểm cao nhất ha, sẽ được cộng nửa điểm vào điểm 30%. Một nhà thuốc cần đạt bao nhiêu phần trăm trên tổng điểm và không mắc điểm, không chấp nhận nào sẽ được công nhận đạt GPB. Rồi rất là nhiều anh chị chọn luôn. Khi mà cô chưa đọc xong câu hỏi nữa ha. Rồi câu này quá đơn giản ha. Cần phải đạt bao nhiêu phần trăm các anh chị? Đổi thứ hạng rồi đó. Một số bạn nãy giờ từ đầu buổi đến giờ đều đứng nhất thứ gì, à thứ gì thứ ba, thứ nhất thì nãy giờ vẫn vậy rồi. Một số bạn nãy giờ là đứng thứ gì thứ ba không, bây giờ hình như là đến câu cuối cùng là bị mất suất. Rồi câu này rất là dễ ha. Nhà thuốc cần được tối thiểu 90% số điểm và không mắc điểm không chấp nhận thì mới đạt. Câu này thì các bạn phải nhớ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có xem tổng kết lại không nhỉ? Tiếp thì cô Ngọc Anh. Tiếp hả? Rồi, đứng thứ nhất là chị Mỹ Nhân ha. Thứ hai là chị Nguyễn Thị Kim Thanh. Ôi. Và thứ ba là chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Rồi, xin chúc mừng ba người đầu tiên có số điểm cao nhất, trả lời trong thời gian là nhanh nhất. Rồi buổi hôm nay là vậy, là buổi hôm nay như vậy là cũng ổn ổn rồi nha các bạn. Có bạn nào có thắc mắc gì nữa không ạ? Ở đây cô có thể xem được là các anh chị mình trả lời đúng câu nào, sai câu nào ha, mình bỏ những câu nào để cô coi có ai trả lời. À, có Ngọc Thắm là chỉ vào nhưng mà chưa có làm được câu nào khác. Rồi. À, vậy là lớp mình vô đủ ha. Lớp mình vô thì đủ hết. Nhưng có người có những câu làm không có được. Hoặc là do mạng, hoặc là do vấn đề gì đó. Rồi. Vậy thì ba người đầu tiên thì cô sẽ cộng nửa điểm vào điểm 30% cho các anh chị ha. Thầy có muốn tổng kết bài không thầy? Bài hôm nay thực ra cũng tương đối đơn giản như vậy thôi, không có gì nhiều.
lúc đầu bộ môn có kế hoạch là cố gắng xong trước 11 giờ cho chúng ta nghỉ ngơi chiều học tiếp, nhưng mà tình hình bây giờ đến 11 giờ 15 rồi mới hoàn thành ha. Rồi thì lớp mình có vấn đề gì, có thắc mắc trong cái bài ngày hôm nay không? Nếu mà mình có vấn đề, mình có thắc mắc gì thì mình có thể là gửi mail cho bộ môn hoặc là các anh chị mình nhắn cho. Hình như bây giờ cô sẽ liên hệ với chị Nhân đúng không? Chị Nhân bây giờ là quản lý lớp hả? Đến trước là chị Huyền. Như cô nhận được thông tin là chị Mỹ Nhân sẽ quản lý lớp mình hiện tại. À, thì có gì các anh chị mình có thể nhắn cho nhóm trưởng, rồi nhóm trưởng nhắn lại cho thầy cô cũng được ha. À, cô có một cái nhắc nhở các anh chị luôn, đó là khi các anh chị mình trong nhóm mình sẽ chia, trong lớp mình sẽ chia những cái nhóm nhỏ. Thì cô có nhắn trên group chat rồi, thì mình sẽ chia thành 5 nhóm, chia đều ha, đều các thành viên trong trong lớp. Chia 5 mỗi nhóm thì khoảng lớp mình 44 người, cô thấy danh sách thì 44 người đó, thì ở đây là học 43. Thì mình cứ chia làm sao mà đều hết, không có nhóm nào nhiều quá mà cũng không có nhóm nào ít quá ha, thành số về số lượng thành viên để mình làm bài báo cáo thuyết trình 30%. Thì cái bài báo cáo thuyết trình đó cô sẽ hướng dẫn cho các anh chị trên trang lên, cũng như là nếu mà có vấn đề gì các anh chị mình có thể liên hệ với cô ha, là cô luôn, cô Ngọc Anh luôn, cô sẽ hướng dẫn các anh chị trên trên lên, tức là cô có cái bài giảng cho các anh chị luôn. Và cái bài báo cáo thuyết trình đó thì tùy thuộc vào cái tình hình thì có thể các anh chị mình sẽ báo cáo sau khi mình đi học, hoặc là mình báo cáo online luôn, thì cái đó tùy thuộc vào cái tình hình thôi, với lại cái khả năng mà làm việc nhóm của các anh chị. Điểm của bài thuyết trình này sẽ là điểm nhóm ha, điểm nhóm, còn những cái điểm cộng thì thầy cô sẽ cộng điểm riêng cho các anh chị. Và trong quá trình làm á, nếu các anh chị mình thấy rằng là có những cái thành viên trong nhóm mình không có hợp tác, không có làm việc, thì các anh chị hoàn toàn có thể là mình ghi chú ra trong cái danh sách, mình có thể ghi chú ra là những cái thành viên nó không có làm việc ha, thì cô lúc đó thầy cô sẽ xem xét về cái điểm số cho các anh chị. Rồi thì các anh chị mình sẽ tự chia nhóm, mình là hợp làm việc với ai thì mình sẽ chia với cái người đó ha. Rồi đối với cái phần chia nhóm thì cô chỉ nhắc nhở các anh chị vậy thôi, mình sẽ tự chia nhóm, và có thể là mình sẽ gửi danh sách về cho cô. Thì đến gần khoảng khi nào mà học bắt đầu gần học đến buổi cuối buổi năm á, buổi năm là buổi là hướng dẫn làm báo cáo, thì các anh chị mình có thể gửi danh sách về cho cô, gửi một danh sách thôi ha, và chia nhóm. Rồi thì hôm nay đến đây, bài học hôm nay là cũng đến đây là cũng kết thúc rồi. Không biết là các anh chị mình có những cái câu hỏi thắc mắc hay có vấn đề gì thì mình muốn trao đổi với thầy cô, thì mình có thể là mình ý kiến bây giờ luôn ha, để mình giải quyết luôn ngày hôm nay. Về điểm danh đó thì hồi nãy cô cũng có nhắn lên trên rồi ha, thì có chị có hai người vắng, có anh Chín với lại chị Phương. Thì chị Phương thì nói là có rồi, thì cô đã điểm danh cho chị Phương rồi ha trong buổi hôm nay. Thì các anh chị, cô không bắt buộc các anh chị mình phải học mà có mặt đầy đủ hết tất cả các buổi. Bởi vì là nếu mà các anh chị như ngày hôm nay các anh chị mình không có mặt á, thì cũng không sao hết, các anh chị mình có thể học buổi sau ha, học buổi sau cũng được, học buổi sau với những cái lớp khác, hoặc là học offline hoàn toàn linh động như các anh chị. Mình không có bắt buộc là mình bận việc quá mà mình vẫn phải có mặt trên này, thì cô cũng không có quá khắt khe cái vấn đề đó. Tại vì đây là môn thực hành nên là thầy cô phải điểm danh thôi ha. Rồi thì có vấn đề gì không các anh chị? Có thì mình cứ mở mic lên mình trao đổi với thầy cô ha. Mỗi nhóm là bao nhiêu người vậy cô? Khoảng 8 người đó chị. Nếu mà 8, mình chia 5 nhóm, 8, 5, 40, 8, 9 người một nhóm. Thì mình cứ chia đều ha. Đừng có nhóm nào mà mười mấy người là không được. Mình phải chia đều thành viên ra. Cô ơi, cho em hỏi lại nhé. Cô nãy em nghe không rõ về cái chi nhóm 30% cuối cùng. Anh hỏi đi. Thì sao anh? Là mình chia nhóm là nhóm sẽ chia ra là tối thiểu là 8 đến 9 người rồi đó cô. Đúng rồi. Thì bây giờ lớp mình 40, cô thấy là danh sách là 44 người đó, thì khoảng 45, 45 mà chia cho 5 thì 9 năm đúng không? Khoảng 9 người. Yeah. Đó thì nó đấy, sẽ dao động khoảng 8 10 người thôi, dao động từng đó thôi là được rồi. Dạ. Yeah. Với lại là mình sẽ làm hình thức là mình làm báo cáo như thế nào cô, nãy em nghe không rõ. À, cái phần báo cáo thì cô sẽ có một cái bài riêng để cô hướng dẫn cho các anh chị, sẽ có một cái bài riêng luôn ha. Thì cái bài đó là buổi gần cuối rồi, buổi gần cuối thì mình mới làm cái bài đó. Thì sau khi mình học hết những cái bài trên Zoom rồi trên Learn, những cái bài lý thuyết, thì sau cuối bài buổi cuối cùng thì
sẽ có cái bài về hướng dẫn các anh chị mình làm báo cáo. Thì cái báo cáo đó thực ra thì các anh chị mình có thể lên trang học dược á. Trên cái trang học dược thì đối với cái chương 1, trên cái chương 1 thì có cái kế hoạch, các anh chị sẽ thấy có cái bài là kế hoạch báo cáo mở nhà thuốc. Đây này, cô sẽ share ra màn hình cho các anh chị. Thấy được. Rồi, thấy không ạ? Đây, báo cáo xây dựng kế hoạch mở nhà thuốc. Thì thật ra cô sẽ hướng dẫn các anh chị làm phần này sau ha. Phần này khi nào mà cô chưa có yêu cầu về thời gian chưa gì hết, cô chỉ nói là các anh chị mình chia nhóm trước thôi, mình để mình có thời gian chuẩn bị thôi, chứ bài này chưa có học tới, nó sẽ là buổi cuối cùng mình học tới ha. Đây thì đối với cái bài đó thì là mình sẽ học cái bài phần này, báo cáo xây dựng kế hoạch mở nhà thuốc. Thì trong cái phần bài giảng thì có phần slide ha, thì cô sẽ gửi cho các anh chị một cái trên lên, cô sẽ hướng dẫn trên lên cho các anh chị luôn. Thì có vấn đề gì các anh chị mình cứ nhắn cho cô đó. Bài này chưa có học ha, hoàn toàn chưa có học, cô chỉ dặn trước thôi, dặn trước để các anh chị mình có sự chuẩn bị thôi. Để được mọi người không cô ạ? Dạ, cảm ơn cô, em hết rồi. Rồi, chào em. Rồi, các anh chị khác có vấn đề gì không ạ? Có câu hỏi gì không ạ? Dạ, cô cho em hỏi một nhóm mình có thể được 10 người không cô ạ? Thì cô không biết là nhóm của mình có ai nghỉ luôn hay không, thì cô chưa có biết. Thì các anh chị mình chia làm sao mà đều nhất có thể là được ha. Các nhóm đều nhất có thể thôi. Thì lúc mà lớp trưởng xem cái danh sách á, mình sẽ thấy rằng là nhóm mà có những cái nhóm mà quá ít người đi chênh nhau tới 3-4 người chẳng hạn, 3 người vậy đó, thì mình phải chia cái người đó ra ha. Thì cái này là các anh chị mình tự ý mình sắp xếp thôi. Cô sẽ để các anh chị lên đọc. Còn giờ nói số lượng nhiêu thì cô nói là đó tầm 8-10 người, nhưng mà sẽ khoảng cái khoảng đó. Nếu mà có những cái nhóm mình có anh chị mình vắng luôn, mình nghỉ luôn chẳng hạn ha, mà ít quá thì mình phải san ra thôi. Dạ, rồi mình sẽ gửi danh sách nhóm cho lớp trưởng ha, cho lớp trưởng. Rồi các anh chị mình còn vấn đề gì nữa không thì mình để mình kết thúc buổi này sớm, các anh chị mình nấu cơm ăn cơm ha. Cô không biết chiều các anh chị còn học nữa hay không, nhưng mà mình có thể nghỉ sớm. Dạ, chiều còn học à, chiều còn học nữa thôi vậy. Dạ. nếu mà chưa nghĩ ra vấn đề gì cần hỏi với cô thì